chương 51, không được, tôi không uống được nữa. Chưa một ai chứng kiến được tử lượng của giang sách nằm ở mức nào. Anh vĩnh viễn không say. Những người ở đây mặc dù có thể uống, nhưng nói cho cùng họ vẫn là người thường. Sau ba bốn chén rượu, bọn họ đã không thể uống nổi nữa. Đây là rượu đế sao có thể uống như vậy chứ? Advertisement, Thường tại Xuân thấy những người này không ổn thì tự mình rót một chén rượu rồi đứng lên, chú em giang sách, thật không ngờ tử lượng của cậu lại tốt như vậy. Lại đây, tôi uống với cậu một chén. Giang sách lắc đầu, không được, tôi và bọn họ một chén qua lại. Anh thân là chủ tịch, tôi và anh cũng một chén qua lại thì sao có thể làm nổi bật thân phận của anh? Chỉ bằng chúng ta mỗi người 10 chén. Thường tại Xuân trợn tròn mắt, tử lượng của anh ta cùng lắm chỉ được 7, 8 chén mà thôi. Một hơi uống 10 chén, anh ta thật sự làm không nổi. Nhưng anh ta cũng không tin Giang Sách còn có thể uống tiếp. Được, tôi và cậu uống 10 chén. Trên bàn để 20 chén rượu, Giang Sách cứ như gió cuốn mây tan, một chén rồi lại một chén mà không hề do dự. Còn Thường Tại Xuân, sau khi uống vài chén vào, sắc mặt anh ta đã đỏ lên. Sau khi uống xong 7 chén, anh ta ngay cả đứng cũng không vững. Uống hết 10 chén, thường tại xuân ngã quặp xuống ghế, đầu váng mắt hoa. Nhưng mà giang sách dường như không định buông tha cho bọn họ. Anh lại tiếp tục đổ đầu 20 chén rồi nói với cả bàn, hôm nay uống thỏa thích. Lại đây, chúng ta tiếp tục uống. Còn uống sao? Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ, cả đám đều đã nuốt không trôi, nếu uống tiếp thì không thể không nôn. Giang sách cười cười rồi nói với Đinh Mộng Nhiên, em đi trước đi. Hả? Em về khách sạn trước lát nữa anh sẽ tìm em. Đinh Mộng Nhiên gật gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng riêng. Những người khác mặc dù muốn ngăn cản, nhưng ai ai cũng uống tới mức chóng mặt hoa mắt, không đứng dậy nổi thì ngăn cản bằng cách nào. Đợi Đinh Mộng Nhiên rời đi, giang sách nhẹ nhàng khóa cửa lại. Các vị, rượu hôm nay của mọi người uống vào giống như chẳng uống vậy. Uống vào như chẳng uống. Bọn họ bó tay rồi. Mỗi người ở đây đều uống ít nhất 4 chén rượu mà đã có dáng vẻ như vậy, Sao có thể nói là uống như chẳng uống chứ? Bọn họ thật sự không hiểu rõ, vì sao Giang Sách uống gấp 10 lần bọn họ nhưng chẳng có một chút phản ứng nào cả. Anh còn là người sao? Thế này có khác gì quái vật đâu chứ? Giang Sách chỉ vào mấy chén rượu trên bàn, hôm nay không uống hết chỗ này thì ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Không được, tôi không uống được nữa. Bây giờ tôi muốn đi, tôi xem anh giữ tôi lại thế nào nhóc bốn mắt đứng dậy định rời đi lại bị giang sách ấn trở về ghế. Cậu ta giống như bị ngàn cân đặt lên vai, không thể nhúc nhích được. Giang sách cười lạnh một tiếng, đặt hai cây đúa vào miệng nhóc bốn mắt để cạy miệng cậu ta ra và đổ một chén rượu vào đó. Rượu chảy xuống họng cậu ta như lửa đốt, nhóc bốn mắt đau khổ ho khan. Lại thêm một chén, nhóc bốn mắt nhanh chóng khoát tay, không được, tha cho tôi đi. Tôi thật sự uống không nổi. Giang sách căn bản không để ý đến cậu ta, tiếp tục cậy miệng cậu ta ra rồi liên tục đổ 10 chén. Nhóc bốn mắt uống tới mức miệng phun máu tươi, cả người nằm trên đất mà run rẩy. Những người khác thấy thế thì chẳng dám nhúc nhích một ly. Giang sách lại rót thêm mấy chục chén rồi nói với đám người, mỗi người mười chén, uống xong thì có thể rời đi. Các người tự uống hay là muốn tôi đút cho. Cảnh tượng thảm thiết của nhóc bốn mắt đang ở đó, làm gì có ai dám gây chuyện với giang sách nữa từng người chủ động bừng chén rượu lên uống. chương 52, giúp tôi xử lý một chút hậu sự đi. Nhưng 10 chén rượu đế, mỗi chén uống vào đều có cảm giác bụng như bị thiêu đốt. Có người uống thêm hai chén còn không nổi, đừng nói đến 10. Chén. Thế nhưng giang sách lại không hề thương hại. Anh cậy miệng từng người ra, đổ một chén lại một chén vào. Ai cũng uống tới mức thổ huyết, nôn mửa, run rẩy mới dừng lại. Tám nhân viên, cuối cùng đều nằm sạt dưới đất, mặt đất tràn đầy máu tươi và chất thải hôi thối. Advertisement Thấy cảnh tượng này, thường tại Xuân bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch. Đặc biệt là khi Giang Sách đặt ánh mắt lên người anh ta, thường tại Xuân không tự chủ được mà run rẩy. Giang Sách, cậu bình tĩnh một chút, tôi là chủ tịch xí nghiệp đó. Đắc tội với tôi, nhà họ đinh các anh đừng hòng có được một đồng tiền đầu tu. Cậu sống mãi với tôi chính là gây khó dễ cho ông cụ nhà các cậu cậu suy nghĩ kỹ hậu quả đi. Giang sách cười, tôi làm gì mà sống mới với các người. Tôi chỉ là muốn mời anh một chén rượu mà thôi. Sao thế, mời rượu cũng là đắc tội với người khác sao? Thường tại Xuân nước nở, nhưng mà tôi không muốn uống. Không muốn uống, vậy tại sao anh lại hẹn chúng tôi tới đây? Chủ tịch Thường, anh nói một đằng làm một nẻo thật đấy. Nước mắt của Thường tại Xuân rơi xuống, anh ta vốn chỉ định hẹn một mình Đinh Mộng Nhiên mà thôi. Anh ta định lấy sức của mọi người để chuốc say Đinh Mộng Nghiên, sau đó làm vài chuyện không an phận. Ai mà ngờ Đinh Mộng Nghiên lại gọi Giang Sách tới đây. Càng không thể ngờ Giang Sách chính là một tên quái vật. Sau khi uống mấy chục chén rượu, anh còn có thể thản nhiên vô sự. Bụng của anh lớn tới mức nào cơ chứ? Giang Sách bày từng chén rượu lên bàn, tổng cộng 50 chén rồi rót đầy toàn bộ. "Chủ tịch thường, anh thân là chủ tịch thì nên uống nhiều một chút." Lại đây. Tôi hiếu kính anh 50 chén rượu này. Mời anh uống hết. Thường Tại Xuân muốn chửi người, anh ta từng thấy mời rượu, nhưng làm gì gặp cách mời rượu nào như thế. 50 chén? Đây là mời rượu sao? Đây chính là mưu sát. Không, tôi không uống. Tôi kiên quyết không uống. Không uống sao? Giang Sách cười lạnh một tiếng, vậy là không nể mặt tôi rồi. Tôi ghét nhất là những người không nể mặt tôi. Giang Sách tiện tay cầm cái phễu bên cạnh lên đi tới trước mặt thường tại xuân. Anh cậy miệng của anh ta ra, sau đó nhét cái phễu vào. Tiếp đó, giang sách đổ từng chén từng chén vào cái phễu, rót thẳng vào bụng thường tại xuân dọc theo ít hầu. Đây là uống rượu sao? Đây là tự sát mà. Sau mười mấy chén, thường tại xuân đã bắt đầu thổ huyết, cả người mê man, nói chuyện không rõ ràng. Thế nhưng giang sách cũng không buông tha anh ta, liên tục rót thêm vài chén, tới mức thường tại xuân không còn phản kháng được cũng không thôi. Sau đó, Giang Sách nhẹ nhàng lấy một cây diêm từ trong túi ra. Anh nhóm lửa, sau đó dưới ánh mắt của bao người mà ném vào trong miệng Thường Tại Xuân. Trong nháy mắt, ánh lửa mút trời. Giang Sách mặt không đổi sắc mở cửa đi ra ngoài, nhàn nhạt nhìn người nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh phân phó, bên trong có mấy người uống hơi quá chén, say rượu nôn mửa phun hết ra ngoài, làm phiền tranh thủ đưa bọn họ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Được à. Người nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đi vào phòng bao liền nhìn thấy xung quanh nào phải chỉ đơn giản là uống say nôn mửa. Máu tươi đầy đất, còn có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, những người này chỉ cần hơi chút chậm trễ trong chốc lát đều sẽ bị chết hết. Nhân viên phục vụ sợ tới mức bấm số gọi tới 120, nhanh chóng đưa tất cả mọi người đến bệnh viện. Giang Sách thong thả bước chân ra khỏi cửa nhà hàng, sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho Mộc Dương nhất. Lão đại giúp tôi xử lý một chút hậu sự đi. Được thôi, không thành vấn đề. Trường 53 còn không quỳ xuống nhận sai cho tôi. Em nhìn bộ dáng anh thế này giống như là có việc gì sao? Vậy đám người thường tại xuân bọn họ. Bọn họ, không chờ giang sách mở miệng nói tiếp, xe cấp cứu 120 đã đến nơi, một đám người vội vàng khiêng thường tại xuân, nhóc bốn mắt và những người khác ra ngoài, đưa lên xe cứu thương, khẩn cấp chạy nhanh đến bệnh viện. Advertisement. Bọn họ bị làm sao vậy?" Đinh Mộng Nhiên hỏi. "Không có gì, chỉ là uống nhiều quá mà thôi." Đinh Mộng Nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện vớ vẩn thế này, nhìn qua cũng thấy mấy người kia gần như sắp chết đến nơi rồi, làm gì đơn giản là do uống nhiều mà bị như vậy chứ? Lên xe trước đã. Mở cửa xe, Giang Sách ngồi ở vị trí ghế phụ, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đinh Mộng Nhiên tò mò hỏi, "Một mình anh đó chế phục hết mấy người à?" Giang sách không trả lời, chẳng qua xem tình hình chắc là như vậy. Đinh Mộng Nhiên thở dài, chế phục bọn họ là chuyện tốt, chỉ là anh ra tay có vẻ hơi tàn nhẫn. Giang sách nhàn nhạt nói, đối phó với những người khác nhau, sẽ phải dùng những thủ đoạn khác nhau, người giống như thường tại xuân không cần phải mềm lòng nương tay làm gì. Chỉ cần là bọn họ đối với Đinh Mộng Nhiên có mưu đồ gây rối, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Nếu như đây là ở Tây Cảnh, chỉ sợ mấy người thường tại Xuân sẽ có kết cục thảm hại hơn bây giờ nhiều, hiện tại còn có thể sống sót đã xem như không tôi. Đang nói chuyện, di động của Đinh Mộng Nghiên chợt đổ chuông, là Đinh Trọng gọi tới. Dạ, ông nội, cô còn có mặt mũi kêu tôi là ông nội nữa à? Bảo cô đi đàm phán với người ta, kết quả cô đã làm cái gì vậy hả? Cô đem đám người tổng giám đốc thường từng người từng người một đưa vô bệnh viện, bây giờ tánh mạng bị đe dọa, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng đinh mộng nhiên sắc mặt biến đổi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ông nội thật sự con cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy mộng nhiên biểu hiện lần này của cô làm tôi rất thất vọng bây giờ đừng nói gì nữa cô trước tiên trở về đây đi vâng thưa ông cúp điện thoại đinh mộng nhiên trong lòng thấp thỏm bất an giang sách chuyện anh làm lần này thật sự có chút quá mức rồi chẳng may hại chết thường tại xuân anh chắc chắn cũng sẽ bị ngồi tù cho dù anh ta không chết thường tại xuân cũng sẽ đâm đơn kiệt, tìm cách bắt giam anh lại. Tuy nhiên giang sách dường như không nghe thấy lời cô nói, căn bản là anh vốn không để chuyện này ở trong lòng. Cậu, đã có đám người mục dương nhất xử lý những chuyện phía sau rồi anh không cần lo lắng gì cả. Nếu thường tại xuân dám tiếp tục gây rắc rối nữa, thì mục dương nhất có thể trực tiếp đem người nhà họ thường tiêu diệt toàn bộ. Nhà họ thường ở trong mắt giang sách, chỉ giống như là con kiến so với con voi mà thôi. Đinh Mộng Nhiên khẽ lắc đầu, lái xe chạy về đến trụ sở chính nhà máy sản xuất nhiệt đinh, dẫn theo giang sách đi thẳng lên phòng họp công ty. Vừa bước chân vào phòng họp, liền trông thấy một đám người ngồi vây quanh hai bên bàn hội nghị, ánh mắt châm chọc nhìn cô, từng người từng người một vẻ mặt vui sướng hả hê. Đinh Trọng ngồi ở chỗ cao nhất, thở dài một hơi, nói, Đinh Mộng Nhiên, cô có biết bản thân phạm phải tội lớn như thế nào không? Đinh Mộng Nhiên im lặng cúi đầu, không dám nói lời nào. Đinh Trọng tiếp tục nói, cô làm cho mấy người thường tại Xuân không chết cũng bị thương, hiện tại gây thù kết oán với nhà họ thường sâu tựa như biển. Bọn họ chẳng những sẽ không cho chúng ta vụ đầu tư này, còn sẽ sử dụng hết tài lực đang có đối phó chúng ta. Đinh Mộng Nhiên, đây đều là chuyện tốt mà cô đã làm được đấy. Ông ta tức giận đem cái ly hung hăng nện trên mặt đất, giận dữ nói còn không quỳ xuống nhận sai cho tôi. Mọi người xem đến vui vẻ thoải mái, ước gì nhìn thấy cô bị xấu mặt chế nhạo. Đinh Mộng Nghiên khẽ cắn môi, rất ủy khuất, nước mắt lăn dài. Quỳ xuống. Đinh Mộng Nghiên bị dọa một cái giật mình, hai chân run rẩy muốn quỳ ngay lập tức. Nhưng đúng vào lúc này Giang Sách nhìn như tùy ý cầm lấy một cái ghế đặt ở phía sau lưng cô, tiếp theo duỗi tay kéo bả vai cô một cái, Đinh Mộng Nghiên hai chân đang quỳ xuống không những không quỳ mà còn thuận thế ngồi lên trên ghế, điều này làm cho Đinh Trọng tức giận đến cực điểm. Chương 54, thời gian 2 ngày là đủ rồi phản rồi, phản rồi. Ninh Mộng Nhiên, cô muốn làm phản đúng không? Giang sách đi lên trước tre ở trước người cô, nhàn nhạt nói, ông nội, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ừ, nói đi. Advertisement. Trước kia ông đã nhiều lần cùng nhà họ thường hợp tác kinh doanh, đối với thường tại Xuân nhất định biết rất rõ anh ta là loại người gì. Vì sao anh ta lại muốn hẹn Mộng Nghiên tham dự bữa tiệc hôm nay, trong lòng ông chắc chắn rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là hợp tác buôn bán mà thôi. Ninh Trọng sắc mặt khẽ biến đổi. Ông ta đương nhiên biết Thường Tại Xuân là kẻ cực kỳ háo sắc, bữa tiệc hôm nay khẳng định chính là anh ta nhìn chúng vẻ đẹp của Đinh Mộng Nghiên, có ý đồ làm loạn với cô. Chẳng qua ông ta nghĩ muốn dùng Đinh Mộng Nghiên để lấy lòng Thường Tại Xuân, hòng giành được khoản đầu tư này mà thôi. Giang sách vẫn tiếp tục nói, với tư cách là một người đứng đầu nhà họ Đinh, dưới tình huống biết rõ đối phương nhân phẩm cực kỳ kém, vô cùng háo sắc, ông vẫn muốn cháu gái mình đơn độc mạo hiểm đi đến bữa tiệc, an nguy của cô ấy cũng không màng đến chỉ nghĩ đến lợi ích khi người nhà họ đinh có được khoản đầu tư này xin hỏi loại người như ông thế này có tư cách gì để làm một người đứng đầu gia tộc ông có tư cách gì để làm ông nội của cô ấy ông chính là một lão già xấu xa ngoan cố và bảo thủ làm càn đinh trọng vỗ cái bàn đứng lên giang sách cậu chỉ là một đứa con rể tới cửa làm khách lại dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với tôi à Giang sách ha hả cười, tôi chỉ trần thuật lại sự thật mà thôi. Quay lại câu chuyện vừa rồi, anh tiếp tục nói, những thứ ân ân oán oán này trước cứ tạm gác sang một bên đi. Ông nội, hiện tại không phải ông sợ nhất hai việc sao? Thứ nhất, việc đầu tư không rơi vào tay nhà họ Đinh. Thứ hai, nhà họ thường sẽ cố ý trả thù. Đinh trọng hừ lạnh một tiếng, không sai. Giang sách nhàn nhạt nói, vậy nếu tôi đều giải quyết tốt hai việc này thì sao? tất cả mọi người bao gồm cả Đinh Mộng Nhiên đều ngây ngẩn cả người. Giang sách có tài đức gì mà có thể thoải mái nói ra những lời như vậy? Hai việc này đều không phải là việc nhỏ, bất luận việc nào cũng không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được, nói chi đến chuyện cùng lúc làm tốt hai việc. Đinh Trọng nói, cậu đừng ở chỗ này khoác lác nữa, tôi không rảnh cùng cậu nói vớ vẩn đâu. Giang sách truy vấn, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, nếu tôi lấy được việc đầu tư về, hơn nữa còn làm nhà họ thường tới cửa xin lỗi thì ông tính thế nào đinh trọng nhìn giang sách như một kẻ ngốc lấy được đầu tư đã là chuyện không thể rồi vậy mà còn đòi nhà họ thường tới cửa xin lỗi quả thực chính là người xin nói mộng con nhà người ta mới là người bị hại chúng ta không đi xin lỗi thì thôi còn muốn người ta đi xin lỗi nhà họ thường bị điên rồi mới có thể làm như thế đinh trọng khinh thường nói nếu cậu có thể làm được này hai việc tôi liền bưng trà nhận lỗi với cậu cùng mộng nhiên được chưa giang sách vừa lòng gật gật đầu tốt một lời đã định bầu không khí tại hiện trường vô cùng xấu hổ lần đầu tiên đinh trọng cá cược với người nhỏ tuổi hơn mình đinh trọng hỏi nếu như cậu không hoàn thành được thì sao giang sách tự tin nói nếu tôi không hoàn thành được thì sẽ lập tức ly hôn với mộng nhiên từ nay sẽ không bước chân vào nhà họ định nửa bước được nhớ kỹ lời cậu nói đương nhiên Đinh Trọng lại hỏi, vậy cậu định hoàn thành trong mấy ngày? Giang sách vươn hai ngón tay, thời gian hai ngày là đủ rồi. Mọi người nhìn nhau, trong mắt toàn là ý cười, muốn kéo đầu tư còn muốn nhà họ thường xin lỗi, vậy mà chỉ nói cần thời gian hai ngày. Ha ha, sợ là chỉ có thần tiên mới làm được như vậy. mươi 55, có phải đã yêu anh rồi không? Giang sách đi tới trước mặt Đinh Mộng Nghiên, giọng điệu ôn hòa nói, bây giờ chúng ta về nhà trước đã anh nắm chặt tay Đinh Mộng Nghiên, hai người cùng ra khỏi phòng họp. Trên đường về nhà, Đinh Mộng Nghiên vẫn còn trong trạng thái kinh sợ, chưa hoàn hồn được. Một lúc sau cô mới nhìn về phía giang sách nói, có vẻ như lần này anh đã rất tức giận. Advertisement. Đúng vậy. Lần này Giang Sách không những đem đám người thường tại Xuân Gia tra tấn tới thừa sống thiếu chết mà còn chọc tức đinh trọng điều này hoàn toàn không phù hợp với tác phong tự nhiên, biểu hiện bình tĩnh giống như trước đây của anh. Chỉ có một lý do để giải thích điều này, Giang Sách thật sự rất quan tâm tới Đinh Mộng Nghiên. Quan tâm nhiều sẽ bị loạn. Mặc dù Giang Sách là một chiến thần có kinh nghiệm trên sa trường, nhưng nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mình trân trọng bị vũ nhục thì cũng sẽ xuất hiện trạng thái không bình tĩnh. Giang Sách nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm điều gì. Đinh Mộng Nghiên thở dài, kỳ thật em biết anh làm những việc này đều là vì em, em rất biết ơn cũng rất vui vẻ. Nhưng Giang Sách điều em muốn nói tới chính là, anh đáng lẽ nên trưởng thành và bình tĩnh hơn mới đúng. Hành động hôm nay của anh quá mức cực đoan, vì vậy mới dẫn đến kết quả khó khăn như vậy, bây giờ anh không những phải đối mặt với sự trả thù của nhà họ thường, mà còn phải đối mặt với việc bị ông nội của em gây khó dễ. Hai. Giang sách hơi mỉm cười, giống như là không quá để tâm tới những việc này. Vẻ mặt Đinh Mộng Nhiên vô cùng buồn bực, hôm nay anh đã đồng ý với ông nội nếu như không hoàn thành được công việc, anh thật sự muốn ly hôn với em sao? Trải qua mấy ngày ở chung, Đinh Mộng Nhiên thật sự đã có ấn tượng tốt đối với Giang Sách. Tuy rằng Giang Sách không có tiền, thậm chí tới một công việc ổn định cũng không có, nhưng người đàn ông này thật sự rất quan tâm đến cô, vì cô không màng tới tất cả, sẵn sàng đắc tội với bất kỳ ai. Người đàn ông như vậy rất đáng để nương tựa. Đinh Mộng Nhiên đã sống như quả thụ suốt 5 năm, thật vất vả mới có được một mảnh tình vắt vai, chẳng lẽ lại mất đi nhanh như vậy sao? cô không cam tâm, trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Giang sách lại cười xấu xa nhìn cô, dáng vẻ này của em thật giống như không muốn rời xa anh, có phải đã yêu anh rồi không? Gương mặt đinh mộng nhiên đỏ ửng, tức giận nói, người ta vì chuyện của anh mà thấy khó chịu, anh ở đây còn có tâm trạng nói giỡn. Em không thèm quan tâm tới anh nữa. Giang sách nghe xong cười ha ha, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đinh mộng nhiên hừ lạnh một tiếng, bĩu môi trong lòng thầm mắng, giang sách là đồ đầu heo, nói không để ý tới anh thì thật sự cho là không để ý tới anh sao? Anh tại sao lại không biết tới dỗ dành em? Đầu heo, đầu heo, đầu heo. Cô đạp mạnh chân ga, làm cho giang sách lảo đảo một cái, suýt chút nữa là đập lên cửa kính xe. Chưa đầy nửa tiếng, cả hai đã về tới nhà. Với mới vào nhà đã thấy Đình Khải Sơn vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, tô cầm ngồi bên cạnh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa xấu hổ, không ngừng nháy mắt với hai người ý bảo bọn họ không nên nói lung tung đinh mộng nghiên thoáng nhìn qua giang sách không biết ông ba đang muốn làm gì chỉ nghe đinh khải sơn cố tình hạ giọng nói mộng nghiên giang sách hai đứa tới đây ngồi đi hai người ngoan ngoãn ngồi phía đối diện với đinh khải sơn đinh khải sơn không ngừng thở dài đột nhiên ông đập mạnh lên bàn trà một cái sau đó la lên hai đứa khốn kiếp này các con đang làm cái gì vậy Đinh Mộng Nhiên bị dọa giật mình một cái, ba. Cầm miệng, Đinh Khải Sơn hung tợn nói, chuyện của hai đứa ba đã nghe nói hết rồi, đi nói chuyện với người nhà họ thường, kết quả lại đánh người ta thương tích đầy mình tới bảy tám người, còn hộp cả máu miệng. Ha ha, các người thật là lợi hại, rất có bản lĩnh. Các người có biết vừa rồi người nhà họ thường gọi điện tới đây, mắng chửi tôi như thế nào không, các người làm tôi quá xấu hổ. Đinh Mộng Nhiên cúi đầu, không dám nói lời nào. Ninh Khải Sơn thở dài một hơi, còn có giang sách, việc anh cá cược với ông lão tôi cũng đã biết. Anh cũng thật có bản lĩnh, sao anh lại có bản lĩnh tới vậy? Trong thời gian hai ngày có thể kéo được đầu tư, làm cho người nhà họ thường xin lỗi. Sao anh không nói luôn chỉ cần thời gian hai ngày là anh lên làm tổng thống rồi, tới lúc đó anh có thể lên trời luôn không? Giang sách bình tĩnh nói, con nói như vậy tự nhiên có lý do của mình, thời gian hai ngày cũng đủ cho con rồi chương 56, anh thật sự phải rời bỏ em sao? Chính là tại anh, làm hại mộng nhiên bị ông nội khiển trách, chính là tại anh, làm hại nhà họ Đinh không có vốn đầu tư, cũng chính là vì anh, mà tôi tới từng này tuổi vẫn còn bị người nhà họ thường mắng tới máu cho đầy đầu. Giang sách, rốt cuộc nhà họ Đinh chúng tôi cũng không chứa nổi anh. Lời này nói ra tương đối nghiêm trọng, tôi cầm ngồi ở một bên cũng không nghe tiếp được nữa. Lão già, ông nói cái gì vậy? Kỳ thật mấy việc này cũng không phải đều do. Advertisement. Tôi đang nói chuyện, đàn bà như bà kêu là cái gì? Im miệng cho tôi, Đinh Khải Sơn cũng mắng luôn cả tô cầm. Trong phòng cực kỳ im lặng, không ai nói chuyện, khung cảnh bây giờ thật áp lực. Định Khải Sơn lắc đầu nói, hai đứa ly hôn đi. Cái gì? Đinh Mộng Nhiên trợn tròn mắt, trái tim đập nhanh dữ dội, cô không thể nào ngờ được ba mình sẽ nói như vậy. Đinh Khải Sơn nói, hành động của Giang Sách mọi người đều đã thấy, nếu cứ tiếp tục để anh ta làm sằng làm bậy thêm nữa, nhà họ Đinh chúng ta chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Mộng Nghiên, ngày mai hai đứa đi lãnh giấy chứng nhận ly hôn đi, về sau cửa lớn của nhà họ Đinh cầm anh ta bước vào. Hốc mắt Đinh Mộng Nghiên nháy mắt đã ướt át, trong lòng cô đang nhỏ máu. Tô Cầm rất muốn khuyên, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Một lát sau, giang sách vẫn bình tĩnh nói ba dù sao cũng phải cho con một cơ hội chứ cơ hội gì việc con đánh cược với ông nội ba cũng biết kỳ thật ba không cần thiết phải ép con lập tức ly hôn hai ngày sau nếu không thể hoàn thành công việc con đương nhiên sẽ ly hôn với mộng nghiên ba dù sao cũng nên cho con cơ hội cho con thời gian để con hoàn thành cuộc cá cược này chứ đinh khải sơn nhíu mày châm chọc nói anh khoác lác như vậy còn chưa đủ sao được tôi cho anh cơ hội hai ngày đúng không không vội tôi chờ anh giang sách tôi ngược lại rất muốn nhìn xem hai ngày sau anh làm sao kéo được đầu tư hai ngày sau anh sẽ làm thế nào để khiến người nhà họ thường tới cửa xin lỗi mà bây giờ đinh khải sơn dùng ngón tay chỉ về phía cửa lớn lạnh lùng nói hiện tại người nhà họ đinh chúng tôi không chào đón anh mời anh đi cho đinh mộng nghiên và tô cầm đang chuẩn bị cùng mở miệng khuyên bảo lại bị đinh khải sơn ngăn lại hai người cũng không cần phải nói thêm gì cả, cho nó thời gian hai ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của ba rồi, hai người còn nói thêm một câu thì ngày mai ly hôn ngay cho ba. nói đến thế này rồi thì đã không cần nói thêm cái gì nữa. Giang Sách đứng lên, thong dong điềm tĩnh đi về phía cửa, Đinh Mộng Nhiên lập tức đứng dậy đuổi theo. hai người đi ra khỏi nhà. Đinh Mộng Nhiên nghèn nghẹn giọng nói, Giang Sách ba em chỉ là tức giận nhất thời mới có thể nói ra những lời như thế anh đừng quá để ý làm gì giang sách gật đầu anh biết anh cũng đừng quá để ý tới chuyện cá cược mặc dù không hoàn thành chúng ta còn có thể xin lỗi ông nội xin ông tha thứ cho không nhất thiết cứ phải ly hôn giang sách cười nam tử hán đại trượng phu nói chuyện làm sao lại có thể không giữ lời được chứ anh thật sự phải rời bỏ em sao trầm mặc một hồi lâu giang sách dùng ánh mắt kiên định nhìn đinh mộng nhiên anh dùng tính mạng cam đoan với em tuyệt đối sẽ không rời khỏi em vẫn là câu hỏi kia thôi mộng nhiên em tin tưởng anh chứ đinh mộng nhiên cắn môi gật đầu thật dứt khoát vậy thì hai ngày sau em tự khắc sẽ thấy được kết quả nói xong giang sách lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy rồi nhét vào trong tay đinh mộng nhiên cũng không nói thêm điều gì đã xoay người rời đi Ninh Mộng Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của Giang Sách, rất lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh. chương 57, không thành vấn đề. Trở lại phòng ngủ, cô mở ra tờ giấy mà Giang Sách để lại kia, trên đó viết một hàng chữ, lập tức viết thư mời cho 10 công ty lớn có trên danh sách, mời bọn họ tham gia hội nghị đầu tư dự án, thời gian ấn định là hai ngày sau. Danh sách, ý chỉ đến danh sách đối tượng là các công ty chuẩn bị lôi kéo vốn đầu tư mà ông Cụ Đinh Trọng lập ra kia, tất cả đều là các công ty hạng nhất của thành phố Giang Nam. Đinh Mộng Nhiên lập tức lật danh sách ra, viết thư mời cho từng người bọn. Họ, vào ngay lúc này, một bàn đầy món ngon trong một biệt thự sang trọng. Advertisement, ba người Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc, đường mặt ngồi vây quanh bên cạnh bàn, vui sướng hưởng thụ bữa tối. Đinh Phong Thành vừa nhai thịt bò vừa nói, cái thằng Giang sách đáng chết kia, để cho nó khoe khoang lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chỉnh chết nó đường mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Anh ta vẫn nhớ rõ như in việc lễ kỷ niệm tiếp nhận chức vụ người tổng phụ trách lần trước, lần đấy giang sách khiến anh ta mất mặt phải bỏ về nhà, tức giận đến mức vài ngày cũng không ra khỏi cửa, món nợ này cuối cùng cũng có cơ hội tính sổ rồi. Đinh Tử Ngọc có chút nghi hoặc, nói, nhưng mà nhìn biểu hiện trong hội nghị hôm nay, tại sao chỉ cảm thấy giống như là giang sách nó đã nắm chắc trong lòng nhỉ? Đinh Phong Thành vui tươi hớn hở nói, chị cả, chị còn không rõ ràng tình hình hiện nay của nhà họ Đinh hay sao, từ sau khi giành được dự án của cục xây dựng đô thị, nhà họ Đinh liền trở thành kẻ thù chung của toàn thành phố. Dám cá là không có bất cứ một công ty lớn nào sẵn lòng ra tay giúp đỡ nhà họ Đinh, chứ đừng nói tới việc rót tiền đầu tư. Giang sách một không có tiền hai không có người, sao nó có thể thuyết phục những công ty có định ý đó ném tiền vào nhà họ Đinh được chứ? Đường Mạt cũng nói, điều này anh đồng ý với Phong Thành. Hơn nữa, giang sách còn chẳng biết xấu hổ mà muốn để người của nhà họ thường tới xin lỗi ha ha thật đúng là người ngốc nói mê cho dù là anh dùng hết sức lực cũng chỉ có thể để người của nhà họ thường chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ coi như không có miễn cưỡng không đào sâu chuyện thường tại xuân bị thương nặng giang sách nó có tài đức gì đâu không chỉ có thể làm người ta quên đi thù hận mà còn có thể nói người ta tới cửa xin lỗi à nó là thần tiên hay là yêu quái hai việc này cho dù là bất cứ một việc nào cũng đều khó như lên trời, muốn cùng lúc hoàn thành được thì xác suất tựa hồ bằng không. Huống chi, giang sách còn khoác lác vẻn vẹn chỉ cần khoảng thời gian 2 ngày. Sọng điệu đường mặt kiên định, nói anh dám khẳng định, giang sách tuyệt đối không hoàn thành được nhiệm vụ. Sở dĩ muốn thời gian 2 ngày, đó là vì mua vé bỏ chạy rồi. Hai người chờ xem đi, hai ngày sau, cái thứ khốn nạn vô sỉ này nhất định sẽ biến mất không chút dấu vết. Đinh Phong Thành vội vàng nói, anh dễ, anh cũng không thể để nó chạy trốn chứ. Đó là tất nhiên, đường mặt nói, anh sẽ sắp xếp người chặn hết các sân bay, ga tàu hỏa, bến xe trên toàn thành phố, giang sách nó có mọc cánh cũng không thể cao bay xa chạy được. Hai ngày sau, anh phải bắt nó quỳ xuống dập đầu trước mặt mọi người, đùa nó tới chết mới thôi. Nó dám làm anh mất mặt, anh phải khiến cho nó mất mạng. Ba người đồng thời nâng ly rượu. Vì hai ngày sau giang sách mất mạng cụng ly gió lạnh màn đêm vây kín bóng dáng cô độc di chuyển trên đường cái một chiếc siêu xe xa hoa dừng lại ở bên đường cửa xe mở ra mộc dương nhất bước xuống chào theo kiểu nhà binh lão đại em tới đón anh đây giang sách ngồi lên xe nghênh ngang rời đi trên xe mộc dương nhất nói lão đại hậu sự của nhà họ thường mà anh bảo em xử lý em muốn nhiều chuyện hỏi một câu anh muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, hay là dứt khoát loại bỏ toàn bộ nhà họ thường. Khiến cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Giang sách lạnh lùng nói cả hai đều không phải. Ồ, lão đại, anh muốn chỉnh bọn họ thế nào? Hai ngày sau, để người đứng đầu của nhà họ thường dẫn theo vài người quản lý tới nhà họ đinh xin lỗi. Mộc Dương nhất cười ha ha, chật chật, lão đại, anh còn đúng là biết cách chơi ghế đấy, được thôi, chuyện này để em thầu cho. Ngoài ra giúp anh làm thêm một chuyện nữa. Lão đại anh nói đi. Giang Sách lấy ra một phần danh sách và đặt lên ghế xe, trên danh sách này có 10 công ty, ngày mai em cho người đi một chuyến tới tất cả các công ty này, lấy danh nghĩa của anh bảo bọn họ tiến hành đầu tư cho dự án cải tạo của nhà họ Đinh. Việc này cũng dễ thôi. Mộc Dương Nhất cầm lấy danh sách, vừa hay bọn họ cũng đã quay lại rồi, cứ để bọn họ đi làm việc này đi. Giang Sách tiếp tục nói, đúng rồi, thời gian cũng giống thế hai ngày sau, để chủ tịch hội đồng quản trị của 10 công ty này đích thân tới nhà họ Đinh một chuyển, tham gia hội nghị đầu tư, ký kết hợp đồng ngay tại chỗ. Không thành vấn đề. Hai người nói chuyện phiếm suốt dọc đường, xe đã chạy tới tòa nhà văn phòng của người tổng phụ trách. Giang sách bước vào. Từ khi tiếp nhận chức vụ người tổng phụ trách này tới nay, anh còn chưa tới tòa nhà văn phòng được mấy lần, càng ít khi xuất hiện ở văn phòng, hết thảy công việc lớn nhỏ cơ bản đều giao cho Mộc Dương nhất thay anh xử lý. Thang máy đi tới lầu 16. Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra, tiến vào văn phòng người tổng phụ trách của Giang Sách. Đây là một văn phòng siêu sang trọng với diện tích gần 200 mét vuông, các loại thiết bị đa dạng vừa cao cấp vừa hoàn hảo. Vào lúc này, có 12 người đàn ông tuy vẻ ngoài khác nhau nhưng đều có ý chí cứng như sắt thép đang chờ ở hành lang của văn phòng. 12 người này chính là 12 cung hoàng đạo khiến người ta nghe tiếng sợ vỡ mật của phương Tây cúi chào. Chương 58, đúng là có ý nghĩ này. Sáng sớm ngày hôm sau, tại văn phòng chủ tịch của xí nghiệp Minh Kiêm. Là một trong 10 doanh nghiệp lớn đứng đầu thành phố, nên giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi chủ tịch Phan Khố của xí nghiệp Minh Kiêm rất có quy luật, mới sáng sớm đã đến công ty mở cuộc họp, phân phối công việc. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng làm việc bị gõ. Advertisement. Mời vào. Cửa được mở ra, nữ thư ký mặc tẩy trang với tác phong chuyên nghiệp bước vào, trong tay cầm theo một phong thư đi tới trước mặt Phan Khố đặt nó lên bàn cho ông ta Chủ tịch đây là thư mời do Đinh Mộng Nhiên người phụ trách hạng mục sản xuất nhiệt Đinh cho người gửi tới Thư mời có chuyện gì sao là vấn đề đầu tư Đinh Mộng Nhiên hy vọng Chủ tịch có thể đầu tư vào hạng mục cải tạo của nhà họ Đinh cũng đưa ra hứa hẹn sẽ tính lợi tức chia hoa hồng cho chúng ta Ha ha Phan Khố uống một ngụm cà phê khinh thường nói Nhà họ Đinh chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ mới nổi, vì sao lại có thể trúng thầu hạng mục cải tạo của cục xây dựng? Một hơi ăn hết một khối thịt lớn như vậy, cho dù là trên phương diện nào thì cũng đã khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại không đủ tài chính để bắt đầu khởi công, cần phải kêu gọi đầu tư từ những công ty khác mới có thể bắt đầu hạng mục. Thư ký hỏi, vậy ý của chủ tịch là? Không đi. Phan Khố chắc chắn nói, bất kỳ ai hợp tác với nhà họ Đinh cũng sẽ bị xem như là đối đầu với tất cả các công ty khác ở thành phố này, vì sao tôi lại phải đi mạo hiểm bản thân mình như vậy? Tôi hiểu rồi, thư ký lấy lại thư mời, xoay người rời khỏi văn phòng. Kết quả đi ra chưa đầy 5 phút, nữ thư ký đã quay trở lại. Còn có việc gì sao? Phan Khố hỏi. Bên ngoài có một người đàn ông tự xưng là Ma Kết muốn gặp chủ tịch. Ma Kết Phan khố nhíu mày, tôi chưa bao giờ nghe nói tới người này, với lại lịch trình hôm nay của tôi cũng đã kín, anh ta lại không có hẹn trước, không gặp. Nữ thư ký nói thêm, anh ta nói mình tới từ trụ sở chính, tới đây chuyển vài lời thay cho người tổng phụ trách. Hả, Phan Khố lập tức tỉnh táo tinh thần, cái người tổng phụ trách mới được điều tới này mọi người đều không biết anh ta thích cái gì, lại càng không biết anh ta muốn làm gì, đột nhiên lại cho người tới đây truyền tin cho tôi, không thể không coi trọng được. Mau, lập tức mời người đó vào đây đi vâng một lát sau market được đưa tới văn phòng phan khố tươi cười đón tiếp người anh em này không biết anh thay mặt người tổng phụ trách muốn truyền đạt lại lời gì cho tôi vậy market không trả lời mà hỏi ngược lại chủ tịch phan nghe nói mảnh đất ở nam thành của quý công ty vẫn chưa được phê duyệt phải không phan khố bất ngờ thành thật trả lời đúng là như vậy cũng đã làm một đống thủ tục ký không biết bao nhiêu cái hợp đồng nhưng vẫn không thể nào lấy được cũng vì chưa được phê duyệt nên các kế hoạch kinh doanh mới của công ty chúng tôi vẫn không thể nào triển khai được, việc này vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng tôi. Ừm, sau khi người tổng phụ trách mới lên nhận chức, bước đầu tiên muốn làm là đơn giản hóa quy trình làm việc, để cho các xí nghiệp cần mẫn như của anh đây có thể càng thêm thuận lợi hoạt động, nhanh chóng cống hiến vì quốc gia. Vẻ mặt Phan Khố tỏ rõ vui mừng, nói như vậy, có phải người tổng phụ trách sẽ phê duyệt nó cho tôi không? đúng là có ý nghĩ này, chẳng qua còn có chút. Có chút cái gì? Phan Khố sốt ruột hỏi. Ma kết nói, công việc mỗi ngày của người tổng phụ trách quá nhiều, phải giải quyết từng chuyện từng chuyện một, do đó có một số việc không được giải quyết tốt nên vô tình ảnh hưởng đến công việc bên này của anh không triển khai được. Ví dụ như hạng mục cải tạo ven bờ Tây Giang, bởi vì nhà họ Đinh không đủ tài chính để khởi công, người tổng phụ trách cũng không tiện ra mặt kéo đầu tư giúp họ, cho nên gần đây vẫn đang đau đầu không biết làm thế nào bây giờ. Phan Khố là người thông minh lập tức liền hiểu rõ ý tứ của đối phương. Ông ta cười tủng tìm nói, chuyện này xin ngài tổng phụ trách cứ yên tâm, vừa rồi nhà họ Đinh có cho người gửi thư mời tới cho tôi, khi trở về tôi lập tức sẽ cấp vốn đầu tư cho nhà họ Đinh, giúp họ có đủ tài chính để khởi công, cũng coi như giúp đỡ giải quyết vấn đề phiền não của người tổng phụ trách. Thật không, việc này thật quá tốt rồi. Mà kết nói, việc này một khi đã hoàn thành, thì việc phê duyệt mảnh đất kia của anh sẽ sớm có quyết định thôi chương 59, vậy thì lên lầu thôi, cảm ơn, cảm ơn. Được rồi, lời cần nói tôi cũng đã nói xong, vậy tôi xin phép đi trước. Anh đi thông thả. Advertisement. Sau khi tiến ma kết đi Phan Khố lập tức gọi cho nữ thư ký, mau đem thư mời của nhà họ Đinh gửi tới đưa vào đây cho tôi xem. Thư ký đưa thư mời tới, thắc mắc hỏi, chủ tịch, không phải ngài nói không đi sao? Người nào đi sẽ trở thành kẻ thù của các công ty khác trong thành phố. Phan khổ trợn trắng mắt với cô ta một cái. Có phải cô bị ngốc rồi không? Vừa rồi ma kết nói còn chưa đủ rõ hả? Giúp đỡ nhà họ Đinh có vốn để hoàn tất tài chính khởi công, thì mảnh đất công ty chúng ta muốn có thể được phê duyệt xong, đây mới là điều quan trọng. Chỉ cần phê duyệt xong, chúng ta lập tức có thể triển khai tiếp tục kế hoạch trong 5 năm tới, cần gì phải lo lắng việc mấy công ty kia có thù hận hay không? Hơn nữa, nếu chúng ta từ chối giúp đỡ nhà họ Đinh, tất nhiên sẽ bị người tổng phụ trách bên kia nhớ kỹ về sau không biết sẽ gây ra thêm rắc rối gì cuống hồ đầu tư cho nhà họ đinh không phải chúng ta còn được chia một phần hoa hồng của hạng mục sao vừa có thể có được mảnh đất đó vừa có thể thỏa mãn được yêu cầu của người tổng phụ trách cuối cùng còn có được hoa hồng của hạng mục đó một mũi tên chúng ba con nhạn một việc tốt như vậy mà không làm thì có phải là thằng ngu không mặt khác bên trong phòng làm việc của người tổng phụ trách Giang Sách đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Không bao lâu thì có mấy người đàn ông đi tới, hướng về phía anh báo cáo kết quả công việc sáng nay. Sau khi nghe xong, Giang Sách rất hài lòng gật đầu, tất cả 10 công ty kia đều đồng ý với yêu cầu của anh, không có ngoại lệ nào khác. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi công ty đều có một nhu cầu của riêng mình, chỉ cần có thể bắt được đúng điểm nhu cầu đó thì đã có thể thuyết phục được bọn họ đầu tư hơn nữa đầu tư vào nhà họ Đinh còn giúp họ kiếm được một khoản lợi nhuận phong phú từ việc chia hoa hồng trong hạng mục, người bình thường đều không thể nào cự tuyệt được sức hấp dẫn cực lớn của lợi ích. Bây giờ chỉ còn chờ tin tức bên kia nữa thôi. Nửa tiếng sau, Mộc Dương nhất quay lại văn phòng, hít một hơi thật sâu rồi cười nói, lão đại, việc anh phân phó em đã làm xong. Bây giờ toàn bộ nhà họ thường đều đang đứng ngồi không yên, dưới mông nóng như lửa đốt, trưởng tộc nhà họ thường là thường khôn càng sợ tới mức trốn biệt trong phòng ngủ không dám ra ngoài. Giang sách nói, đảm bảo hai ngày sau bọn họ sẽ tới cửa xin lỗi. Đương nhiên, Mộc Dương nhất nói, hiện tại thường khôn đang hận không thể lập tức tới cửa xin lỗi đấy chứ. Giang sách xoay người nhìn anh ta, hơi mỉm cười hỏi, vừa rồi có phải em ra tay với thường khôn hơi tàn nhẫn không? Mộc Dương nhất cười xấu xa trả lời, cũng không tính là quá tàn nhẫn, chỉ làm cho tất cả đàn ông nhà bọn họ, Cả đời này đều đừng nghĩ tới việc có thể đụng chạm vào phụ nữ nữa. Cách thức trừng phạt như vậy cũng đủ tàn nhẫn. Đắc tội với Giang Sách cũng không sao cả, nhưng điều quan trọng là không thể đắc tội với vợ của Giang Sách. Thường Tại Xuân dám đánh chủ ý lên người Đinh Mộng Nghiên, kết quả nhận lại chính là đàn ông trên dưới của nhà họ Thường đời này đều vô duyên với phụ nữ, mà chính bản thân Thường Tại Xuân cũng trở thành tên tàn phế suốt đời. Trả cái giá lớn như vậy cũng đủ cho anh ta ghi nhớ suốt đời giang sách chắp hai tay ra sau lưng tiếp tục quay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông bây giờ chúng ta chỉ cần kiên nhẫn ngồi đợi tới ngày mốt thôi kỳ hạn hai ngày trong nháy mắt đã tới rồi giang sách ngồi trên một chiếc xe taxi tự nhiên như thường đi tới trước cửa tòa nhà công ty sản xuất nhiệt đinh đinh mộng nghiên người vợ đã hai ngày không gặp của anh từ sớm đã ở cửa chờ đợi anh rồi Gặp lại sau khi chia ly ngắn ngủi làm cho bọn họ đều có loại cảm giác xúc động muốn tiến lên ôm lấy đối phương, rồi lại bị lý trí cản lại. Tới rồi sao? Ừm. Vậy thì lên lầu thôi. Chương 60, các người sợ thua thế cơ à? Không có quá nhiều lời để nói, hết thảy đều đã không còn gói gọn trong ngôn từ, từ trong ánh mắt hai người có thể nhìn ra được nhớ nhung và chờ đợi của hai ngày qua. Hai người đi vào phòng họp của công ty chủ nhà Đinh Trọng dẫn theo các thành viên chủ chốt của công ty đã chờ đợi từ sớm. Advertisement, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc, Đường Mạt và cả những người khác, thậm chí còn bố trí không ít người chặn hết các cửa ra, hôm nay chỉ cần giang sách dám đến, bọn họ không định sẽ thả cho anh đi. Bước vào phòng họp, Đinh Trọng không tập trung nhìn giang sách, dùng lời lẽ lạnh như băng mà hỏi, kỳ hạn hai ngày đã đến, giang sách, chuyện mà cậu đồng ý với tôi đã làm được chưa? Làm được rồi, Ồ, vậy người đâu? Đinh Trọng nhìn ngó hai bên, người đầu tư mà cậu kéo tới, còn có người của nhà họ thường nữa, làm sao mà một người cũng không nhìn thấy. Giang sách nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ rưỡi, chúng ta hẹn gặp nhau lúc 10 giờ, nhanh thôi. Hừ, cậu còn cố làm ra vẻ ở chỗ này của tôi. Đinh Trọng lạnh lùng nói, Giang sách, cậu cho là tôi không biết sao. Hai ngày nay không biết cậu chạy đến nơi nào lêu lỏng rồi, chuyện cá cực dù một chút cũng không quan tâm, Tất cả đều ném cho một mình Mộng Nghiên. Mộng Nghiên, con bé vì cậu, ăn nói khép nép mà viết thư mời cho 10 công ty lớn có trên danh sách. Kết quả là toàn bộ cử tuyệt, không có một ngoại lệ nào cả. Giang Sách, chuyện tới bây giờ cậu còn gì để giải thích nữa không? Chính, mình trốn đi ăn nhậu chơi bời, để một người phụ nữ làm việc thay cậu, cậu cũng thật là có mặt mũi quá nhỉ. Giang Sách nhíu mày, bình tĩnh hỏi, làm sao ông chắc chắn được thư mời bị từ chối? Lúc này, đường mặt cười trả lời nói là tôi phải người đi điều tra, sau khi 10 bức thư mời được gửi đến tay các vị chủ tịch hội đồng quản trị, chưa đến 3 phút đã bị trả về, không có bất cứ một công ty nào sẵn lòng tới đây. Mộng nhiên còn hứa danh dự muốn chúng ta sáng sớm tới đây để chuẩn bị tham gia hội nghị đầu tư, ha ha, những nhà đầu tư một người cũng không tới, xin hỏi hội nghị này làm sao bắt đầu đây? Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc cùng với các thành viên của công ty rất thích thú nhìn giang sách, hy vọng thấy được các loại tâm trạng như lo lắng, sợ hãi, ái náy, xấu hổ từ trên gương mặt anh. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng rồi. Giang sách vẫn bình tĩnh như cũ, cũng thoáng mang theo ý chỉ trích, anh rể, theo tôi thấy, nhóm người mà anh phải đi điều tra này cũng không đáng tin cậy, lúc về nhớ sa thải hết đi. Mày! Đường mặt tức giận đến mức muốn chửi đồng lên, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười lạnh nói, đều đã tới tình trạng này rồi mà cậu còn ở đây có làm ra vẻ, giang sách, Tôi nên nói cậu Lâm Nguy không sợ, hay là nên nói cậu có chết cũng không biết xấu hổ đây. Đinh Phong Thành bổ sung nói, được thôi được thôi, tình hình mọi người đều thấy được rồi, chuyện mà giang sách đáp ứng một cái cũng không hoàn thành được. Dựa theo giao hẹn, cậu ta hẳn là lập tức ly hôn với em gái sau đó cút khỏi nhà họ Đinh, từ đây không được bước vào nhà họ Đinh chúng ta nửa bước. Đinh Trọng gật đầu, giang sách, nếu cậu vẫn là đàn ông thì tự mình chủ động đi xử lý thủ tục ly hôn, không cần tôi giúp cậu đâu, đúng chứ? Giang sách khẽ lắc đầu. Tôi vừa mới nói, thời gian giao hẹn là 10 giờ, thời gian còn hơn 20 phút mà các người đều không muốn chờ nữa rồi sao? Các người sợ thua thế cơ à? Đinh Trọng khinh thường nói, thua. Làm sao mà tôi lại thua? Chỉ là tôi không muốn lại lãng phí thời gian với cậu nữa. Được rồi, vì cậu vẫn muốn kiên trì, tôi lại cho cậu thời gian là nửa giờ nữa, để cậu chết một cách tâm phục khẩu phục. 10 giờ đúng nếu như một người cũng không tới, cậu chẳng những phải ly hôn với Mộng Nhiên, còn phải nếm thử mùi vị gia pháp của nhà họ Đinh chúng tôi. Được thôi. Chương 61, sự việc vượt xa hơn thế. Đinh Mộng Nhiên âm thầm cầu nguyện trong lòng, không cần tới hết đâu, có thể tới một hai người cũng đủ hóa giải nguy cơ, cầu xin các người, nhất định phải tới. Mỗi một phút mỗi một giây đều là sự dày vò. Advertisement. Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng đã đến giờ rồi, vẫn không có bất kỳ một người nào đến. Ninh Trọng làm căn cười to, giang sách, cậu dở trò mánh lưới xong chưa vậy? Hôm nay, tôi phải để cậu. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thông báo. Chủ tịch hội đồng quản trị phan khố của xí nghiệp Minh Kiêm đến tham dự hội nghị đầu tư dự án. Giọng nói truyền đến, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Xí nghiệp Minh Kiêm của Phan Khố chính là một trong 10 xí nghiệp lớn hàng đầu của toàn thành phố, ông ta có thể tới tham gia hội nghị cho thấy phân lượng cũng đủ nặng đinh mộng nhiên nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng có người tới rồi đinh trọng nghi hoặc nhìn về phía giang sách không rõ anh làm sao có thể mời đến được ông chủ xí nghiệp lớn như phan khố này nhưng mà sự việc vượt xa hơn thế chủ tịch hội đồng quản trị ôn nguyên hà của tập đoàn trường khuynh và phu nhân đến tham dự hội nghị đầu tư chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của giải trí bách kỳ cùng đến tham dự hội nghị đầu tư Tổng Giám Đốc Viên Thải của Sản xuất Thiêm Trình Chi nhánh khu vực Giang Nam đến tham gia hội nghị đầu tư. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Hải Thiên của Liên minh Toàn cầu Tử Nhã và con trai cả cùng đến tham dự hội nghị đầu tư. Lần lượt từng cái tên lớn vang lên, mỗi một người đều đại diện cho các công ty lớn, xí nghiệp lớn hàng đầu của thành phố Giang Nam, thậm chí là của cả nước. Quy mô của mỗi một công ty đều gấp mười mấy lần so với nhà họ Đinh. Không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều nằm trên phần danh sách kia của giang sách. Đại diện của 10 công ty lớn, không một ai vắng mặt. Không thể nghi ngờ gì nữa, điều này đã mạnh mẽ tát thẳng vào mặt tất cả những người của nhà họ Đinh ở đây, đặc biệt là Đinh Trọng, lúc trước ông trào phúng giang sách thâm sâu bao nhiêu, hiện tại trên mặt ông lại đau bấy nhiều. Nhìn những ông lớn này tiến vào phòng họp, tất cả mọi người nhà họ Đinh. Đây choáng váng, cả một đám người đều kinh ngạc nói không thành lời chưa bao giờ dám nghĩ rằng những ông lớn này có thể tới nhà họ đinh bọn họ. Cho dù có là đường mặt thì ở trước mặt những ông lớn này cũng hoàn toàn không thể lọt vào ánh nhìn của họ, sách ra bất kỳ một người nào ở nơi này cũng đều có thể vượt xa hơn so với nhà họ đinh. Mọi người ở bên trong, bao gồm cả đinh trọng, đồng loạt đứng dậy nghênh đón những ông lớn này đã đến. Một số người khác thậm chí còn sôi nổi nhường vị trí của mình cho các ông lớn ngồi. Đinh Phong Thành nhìn từ đầu đến cuối mà trợn tròn mắt, anh ta bước đến bên cạnh đường mặt, nhỏ giọng hỏi thầm bên tai, anh rể sao lại thế này chứ? Không phải đã nói chắc chắn rằng một người cũng không tới sao? Kết quả làm sao mà tất cả đều tới vậy? Người mà anh phải đi đúng thật là không đáng tin gì cả, lúc về thì sa thải hết đi. Đường mặt trừng mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Anh ta cũng tò mò vì sao mấy ông lớn này nói một đằng làm một nẻo, đã nói rõ là không tới rồi, làm sao lại tới nữa vậy thực tế thì người mà anh ta phải đi chỉ dò xét được một nửa việc sau đó giang sách cho người tới khuyên bảo thì người của anh ta cơ bản là không điều tra ra được nhìn dáng vẻ hai mắt mang theo ý cười kia của giang sách đường mặt khó chịu cứ như ăn phải ruồi bọ hai tay siết chặt thành quyền kèn kẹt kèn kẹt vang lên vốn định mạnh bạo làm cho giang sách nhục nhã một trận hiện tại thì tốt quá chẳng những không làm nhục được ngược lại còn để cho giang sách thối tha khoe khoang một hồi trong lòng đường mặt căm hận quá đi mất Chương 62, tôi là phó tư lệnh khu Đông. Đại diện tương ứng của 10 công ty lớn lần lượt ngồi xuống, trên mặt mỗi người đều viết rõ hai chữ kiêu ngạo, nhìn thấy được sự xem thường loại gia tộc nhỏ như nhà họ Đinh từ trong lòng bọn họ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Đinh trọng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói từ đầu. Bởi vì ngay từ ban đầu ông ta chưa bao giờ cho rằng những ông lớn này sẽ đến, cho nên cơ bản là không chuẩn bị những điều cần nói âm thầm lén nhìn thoáng qua giang sách, sự ngờ vực trong lòng càng sâu thêm. Advertisement. Giang sách có tài đức gì mà mời được những người này tới đây? Ngược lại, đường mặt chủ động hỏi, cho phép tôi được hỏi một câu, tại sao hôm nay các vị lại đến nhà họ đinh chúng tôi thế? Phan khố lạnh nhạt mà nói, không phải nhà họ định các người viết thư mời, mời chúng tôi tới sao? Sao vậy, cậu đây là người chủ trì mà ngược lại lại dò hỏi khách mời à? Đường mặt nghe xong, cười ha ha, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía giang sách. Nói cách khác, mọi người đều là vì Đinh Mộng Nhiên mà tới đây, chứ không phải vì giang sách mà tới đúng không? Ha ha, giang sách, cuối cùng thì cậu cũng phải dựa vào một người phụ nữ mới có thể hoàn thành mục tiêu, đúng là yếu đuối quá đi. Những lời này là đang mắng giang sách, nhưng các vị chủ tịch hội đồng quản trị ở đây nghe vào tai lại vô cùng không thoải mái. Phan kho lạnh lùng nhìn đường mặt, cậu là ai? đường mặt kiêu ngạo nói, tôi là phó tư lệnh khu đông. Phó tư lệnh, Phan Khố khinh thường nói, một nửa tài nguyên hậu cần của khu đông các người đều là do công ty chúng tôi cung cấp, dù có là tư lệnh của các người tới cũng phải nói lời khách sáo với tôi, cậu đang giả vờ giả vịt cái gì trước mặt tôi vậy? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt đường mặt trở nên rất khó xem, ở trước mặt Phan Khố, quả thật là anh ta không đáng được nhắc tới. Vốn gì anh ta chỉ muốn chế diễu giang sách hai câu, không ngờ ngược lại lại làm mất lòng Phan Khố, vừa mới muốn giải thích hai cậu lại bị Phan Khố coi khinh. Phan Khố nhìn quét mọi người ở đây, lạnh lùng nói, hội nghị ngày hôm nay hẳn là không cần dùng nhiều người như vậy chứ. Những người khác không liên quan đều đi ra ngoài hết đi. Đám người nhà họ Đinh nhìn nhau, ngoan ngoán cúi đầu rời đi. Cuối cùng, nhà họ Đinh chỉ còn lại mấy người Đinh Trọng cùng với Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách, Đường Mạt. Phan Khố chỉ vào đường mặt, không nghe thấy tôi nói gì sao. Người không liên quan đều đi ra ngoài hết cho tôi. Vẻ mặt đường mặt càng thêm khó coi, ở nhà họ Đinh Anh ta chính là kiểu người mà ai ai cũng tâng bốc, chưa từng trải nghiệm loại đối xử như thế này, nhưng anh ta thật sự không dám rông dài với Phan Khố, đứng dậy đi ra ngoài. Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc vừa thấy đường mặt cũng bị đuổi ra, vì thế nhanh chân đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua bên người giang sách, đường mặt cảm thấy trong lòng khó chịu, phát thiết toàn bộ tức giận lên người giang sách, quát mắng anh, không nghe thấy chủ tịch Phan nói sao. Còn không cút ra ngoài cho tôi. Giang sách cười lạnh, mới vừa rồi hình như tôi chỉ nghe thấy chủ tịch Phan bảo anh cút thôi mà. Đường mặt nghiến răng nghiến lợi mà cười to ha ha ha, tức giận đến mức muốn tiến lên đấm cho anh một quyền. Đinh trọng thấy đường mặt tức giận khó kiềm chế liền nhanh chóng nói giúp anh ta hai câu, giang sách, cậu mau ra ngoài đi, chỗ này chỉ để tôi với mộng nghiên ở lại là được rồi. Ồ, Giang sách đứng lên, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Phan Khố, vậy thì chủ tịch Phan, chuyện đất ở Nam Thành kia tôi thấy để qua mấy ngày nữa rồi lại bàn tiếp đi. Gì chứ? Phan Khố hơi sừng sốt một lúc, nhìn Giang sách kỹ hơn. Có thể biết được chuyện này lại chẳng được mấy người, hơn nữa mục đích chủ yếu mà Phan Khố tới đây ngày hôm nay chính là vì chuyện đất đai ông ta nhận ra được giang sách tuyệt đối không phải là người bình thường, gấp gáp mở miệng nói, người anh em này cơ trí thông minh, trầm ổn đáng tin cậy, ở lại hợp chung luôn đi. Phụt, đường mà thiếu chút nữa là học ra máu, giang sách nói một câu làm người nghe không hiểu gì cả, làm sao lại thành cơ trí thông minh, trầm ổn đáng tin cậy. Có thể không đáng tin thêm một chút nữa không hả? chương 63, trực tiếp như vậy. Giang sách được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý dò hỏi định trọng, vậy ông cụ, Vậy cuối cùng là tôi nên đi ra ngoài hay là nên ngồi lại đây? Chuyện này khiến cho Đinh Trọng tức điên lên. Phan Khố cũng đã bảo anh ở lại rồi, Đinh Trọng còn có thể nói cái gì nữa đây? Giang Sách thế này là cố ý làm cho Đinh Trọng khó xử mà. Advertisement. Đinh Trọng nghiến răng nói, Đường Mạt, các cháu ra ngoài trước đi, Giang Sách, cậu ở lại. Giang Sách nhún vai, lại nói với Đường Mạt, anh cũng nghe thấy rồi, không phải tôi không muốn đi ra ngoài đúng là không còn cách nào mà. Anh rể, không thì trước tiên mấy người cứ ở ngoài hóng gió đi, chờ lát nữa tôi họp xong lại ra ngoài cùng mấy người nhé. Đường mật đỏ hết cả mắt, giữ tận rậm một phát lên mặt đất, quay đầu bỏ đi. Ra khỏi phòng họp, đường mặt đi về phía cầu thang điên cuồng hết vọng xuống dưới, sau đó điên cuồng đánh đấm lên lan can cầu thang. Giang sách, đồ mặt dày khốn nạn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ông đây phải giết chết mày. Tức chết mất, tức chết mất thôi. Đinh Phong Thành vội vàng bước tới khuyên ngủ, anh rể, anh bất giận đi mà, Giang Sách cũng chỉ khoe khoang trong chốc lát. Tin em đi, không quá 10 phút nữa là nó đi tong rồi. Đường mặt nhíu nhíu mày, vì sao? Đinh Phong Thành nói, đơn giản thôi mà, anh rể, anh cẩn thận nghĩ lại xem, các ông lớn của 10 công ty tại sao lại tới? Cơ bản là bọn họ không phải do Giang Sách mời đến, chỉ là nhận được thư mời miễn cưỡng cho nhà họ đinh chúng ta một ít mặt mũi nên mới đến. Từ thái độ kiêu ngạo kia của bọn họ có thể nhìn ra được cơ bản là không coi trọng hội nghị lần này, cũng không coi trọng chuyện của nhà họ đinh chúng ta. Đường mặt sửng sốt, người ta không coi trọng em em còn vui vẻ thế. Không phải, Đinh Phong thành gái gái đầu, nói ý của em là, nhóm người này vốn đã không định đầu tư rồi. Nói cách khác, hội nghị đầu tư lần này nhất định cũng lấy không được dù chỉ một đồng, người ta tới đây chỉ là đi dạo một chuyến thôi. Chờ đến khi hội nghị kết thúc, một đồng cũng không có, chúng ta không phải cũng có cùng lý do bảo giang sách cút khỏi nhà họ đinh hay sao. Đến lúc đó không có cái thân phận con rể nhà họ định này, anh muốn giết nó như thế nào thì giết nó như thế đấy. Đường mật liên tục gật đầu, lời này nói thẳng vào tâm khảm của anh ta rồi. Trong phòng họp, Đinh Trọng tạm thời biên soạn một đoạn hùng biệt, miễn cưỡng mở ra cục diện lúng túng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn trường khuynh ôn nguyên hà ngắt lời không cần phải cái gì cũng nói hết đâu nói thẳng trọng điểm thời gian của mấy người chúng tôi đều rất quý giá không có sức lôi thôi với ông ai được rồi đinh trọng đi thẳng vào vấn đề mọi người cũng biết nhà họ đinh chúng tôi lấy được dự án cải tạo của cục xây dựng đô thị chỉ là tài chính của nhà họ đinh chúng tôi không đủ cần được các vị hỗ trợ mới có thể hoàn thành vốn để khởi động phan khố ngắt lời nói điều này chúng tôi đều biết rõ không cần nhiều lời, nói thẳng các người thiếu bao nhiêu tiền là được. Trực tiếp như vậy, Đinh Trọng nuốt nước miếng, tự hỏi một hồi lâu, không biết nên nói con số thế nào thì mới thích hợp. Nói ít sợ không đủ, nói nhiều sợ dọa mấy ông lớn này bỏ chạy hết. Nói thẳng, đừng có tính toán có con với chúng tôi. Đinh Trọng gật gật đầu, có chút xấu hổ mà nói, công ty chúng tôi cần 300 triệu cho vốn khởi động. 300 triệu, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ mọi người lặng ngắt như tờ. Đinh Trọng cho rằng con số mà chính mình nói ra là nhiều, ông ta vội vàng nói, thật ra con số này vẫn phải bàn bạc lại, nhà họ Đinh chúng tôi còn có thể. Phan kho lạnh lùng nói, 300 triệu, có chút tiền như vậy mà nhà họ Đinh các người cũng không lấy ra được. Gia tộc nhỏ đúng là gia tộc nhỏ. Ông ta vung tay lên, vốn khởi động 300 triệu, tôi khoán hết, hội nghị có. Thể kết thúc rồi. Đinh Trọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kinh ngạc vì đối phương lại nói cho là cho luôn 300 triệu, vui mừng là vì số tiền này cuối cùng đã được giải quyết. chương 64, không vấn đề. Tuy nhiên, đại diện của 9 công ty còn lại đều không hài lòng. Tất cả công lao đều do một mình phan khố cướp đi, vậy họ phải giải thích thế nào với người tổng phụ trách đây? Nếu không có cách nào giải thích thì lợi ích của bọn họ sẽ không còn nữa. Tổng giám đốc công ty giải trí Becky nói, không được, tôi không đồng ý fan Khố đưa ra số tiền này, muốn đưa ra thì cũng phải do công ty của chúng tôi. Tôi có thể bao chọn 300 triệu. Advertisement. Ha ha, dựa vào đầu mà do công ty giải trí bách kỳ các anh được đưa ra. Chẳng nhẽ tập đoàn trường khuynh chúng tôi không có ư. Các anh đừng cãi nhau nữa, theo như tôi thấy 300 triệu này vẫn nên do công ty sản xuất thiêm trình chúng tôi đưa ra đi. Trung quy thì chúng tôi và nhà họ Đinh đều làm cùng một việc những ông lớn đều vì chuyện ai sẽ bỏ vốn khởi động mà tranh cãi rất gay gắt. Trong lúc cãi vã, Giang sách nặng nề ho một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh Giang tay ra, cười nói, mọi người làm sao vậy? Một chút chuyện nhỏ mà cũng cãi nhau sao? Linh, Phan Khố hỏi, vậy thì cậu nói xem, số vốn khởi động 300 triệu này do bên công ty nào bỏ ra thì được. Giang sách nói, 300 triệu. Xin lỗi, khi nãy ông cụ chỉ nói 300 triệu là số vốn khởi động thấp nhất, lại không có quy định cứ nhất thiết phải là 300 triệu mới được. Các ông hoàn toàn có thể mỗi người thêm vào 300 triệu, như này mọi người sẽ không còn mâu thuẫn gì nữa rồi đúng không? Mỗi công ty 300 triệu, 10 công ty sẽ thành 3 tỷ. Phan Khố cười nói, nhóc con, nhà họ Đinh các cậu có chịu được số tiền vốn khởi động 3 tỷ không? Giang Sách nhún vai, chút tiền này cũng không chịu được thì chi bằng về nhà bán khoai lang còn hơn. Phan Khố nheo mắt nhìn Giang Sách chăm chú, ông ta rất có hảo cảm với cậu thanh niên vô danh này. Không quản thực lực như thế nào nhưng chỉ cần nói đến cái dũng khí này thì không phải thứ mà người bình thường nào cũng có được. Ông ta gật đầu, tôi đồng ý lời kiến nghị của cậu, mỗi công ty 300 triệu, các vị ngồi đây có ý kiến gì không? Những ông lớn khác đều không muốn bị bỏ lại nên lần lượt gật đầu. Không vấn đề. Một đề nghị rất hợp lý, không ai phải chịu thiệt cả. Phan Khố nói, vậy cứ quyết định như thế đi, mỗi công ty 300 triệu, tổng cộng 3 tỷ tiền vốn khởi động. Kết thúc hội nghị tại đây, tôi còn có việc cần đi trước. Vốn chuyển nhập cụ thể tôi sẽ xếp người tới phụ trách. Nói xong Phan Khố đứng dậy bước đi, khi lướt qua người Giang Sách không biết vô tình hay cố ý liền nhìn anh nhiều thêm chút. Ông ta có một dự cảm người thanh niên này sẽ làm đảo lộn giang nam trong tương lai. Vậy tôi cũng đi đây. Tổng giám đốc Đinh ông phải xử lý vốn khởi động này thật tốt đấy. Mọi người lần lượt đứng dậy rời đi, trong mắt bọn họ 300 triệu kia chẳng đáng là bao. Mãi cho đến khi mọi người đã về hết, Đinh Trọng vẫn chưa định thần lại, cả người ngây ngốc đứng đó, trong đầu xuất hiện toàn những số 0, 3 tỷ. 3 tỷ. Cả đời của Đinh Trọng cũng chưa được động đến nhiều tiền đến vậy. Bên ngoài phòng họp, đường mặt nhìn bóng lưng mấy ông lớn rời đi liền nở một nụ cười nham hiểm. Phong Thành, cậu quả nhiên nói đúng, nhưng ông lớn này hoàn toàn không có dự định đầu tư. Không phải vậy sao, Đinh Phong Thành nói, bây giờ giang sách mất mặt thật rồi, tuy nói những người này đều đến cả rồi, nhưng một phần tiền cũng không lấy được thì có khác gì chứ. Với lại ông cụ nói không chừng bị bọn họ làm bẽ mặt một phen, lúc nữa khẳng định sẽ rất tức giận cho xem. Đường mặt cười ha ha nói, tốt, tốt lắm, vậy chúng ta có lý do đuổi giang sách ra khỏi nhà họ Đinh rồi. Ba người bọn họ bước vào phòng họp, vừa hay thấy Đinh Trọng đứng đó với vẻ sướng sờ liền cho rằng Đinh Trọng bị làm bẽ mặt xong trở nên tức giận nên mới có bộ dạng như vậy. Đinh Tử Ngọc nhanh chóng đi tới vỗ lưng Đinh Trọng nói, ông ơi, ông có chuyện gì vậy? Ông bình tĩnh lại chút, những người đó không muốn đầu tư thì thôi, chúng ta đi tìm người khác. Đường mặt nói, hôm nay nhà họ Đinh thật sự bị mất mặt quá rồi. Bị người ta làm bẽ mặt thì thôi đi, đây ngay cả một phần tiền cũng không lấy được ha ha, chuyện này mà truyền ra ngoài không phải sẽ bị lấy làm trò cười sao. Đinh Phong Thành ở bên kia chỉ vào giang sách, mắng, đều là chủ ý của tên phế vật nhà cậu. Cậu xem ông nội tức như thế nào rồi, nếu ông có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Đinh Mộng Nhiên khẽ lắc đầu, Phong Thành, e là anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, Đinh Phong Thành tiếp tục mắng, em gái, cô gả cho thằng hèn mọn này thì cũng thôi đi, giờ lại còn bao biện cho hắn. Cô ấy à, Càng ngày càng không có cốt cách rồi. Chương 65, trên mặt anh ta tràn ngập nỗi thất vọng. Đinh Trọng lúc này mới hít một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống, nói một cách nhàn nhạt, ba đứa im mồm đi. Ba người nhìn nhau, đồng loạt sững sờ. Advertisement. Đinh Phong Thành hỏi, ông nội, ông chớ mềm lòng vào lúc này. Mềm lòng cái khỉ gì? Đinh Trọng trừng mắt với Đinh Phong Thành, cuộc họp ngày hôm nay rất thành công, đã gom được vốn khởi động hạng mục rồi. Hả? Đám người đường mặt kinh ngạc đến mức á khẩu, không phải thật chứ, những ông lớn cao cao tại thượng kia lại chịu đưa tiền ư. Nói ra như vậy ai có thể tin được? Đinh Phong Thành hỏi, không phải chứ, bọn họ đồng ý góp tiền sao? Ông nội à, bọn họ đưa bao nhiêu vậy? 300 triệu, 300 triệu, vậy bình quân mỗi công ty là 30 triệu, đối với bọn họ mà nói quả thực không phải là chuyện gì lớn. Không phải tổng cộng 300 triệu, là mỗi công ty 300 triệu. Đinh Trọng Hưng phấn nói, tổng cộng là 3 tỷ. 3, 3 tỷ, Đinh Phong Thành lắp bắp ngã xuống ghế, trợn to mắt lên, kinh ngạc đến mức suýt nữa mất đi ý thức. Ngay cả đường mặt cũng không giữ nổi bình tĩnh. 3 tỷ, quả thật là một con số trên trời. Anh ta còn nói giang sách không kiếm nổi cho nhà họ định một phần tiền, kết quả lần đầu ra tay đã là 3 tỷ, là số tiền đường mặt cả đời này cũng không thể kiếm được. Thật mất mặt quá. Giang sách chỉnh lại áo quần, nhàn nhạt nói các anh cũng không cần quá ngạc nhiên, chỉ là 300 vạn mà thôi. Đối với nhà hào môn thật sự mà nói cũng không phải chuyện gì to tát. Mục tiêu của nhà họ Đinh là trở thành gia tộc tầm cỡ quốc tế, sao lại có thể để 300 vạn này đánh gục được? Lời này nói ra có vẻ làm Đinh Trọng không vui. Đó là 300 vạn, không phải 30 đồng, làm gì có đạo lý không ngạc nhiên cho được. Tuy nhiên, đây chính là điểm khác biệt giữa Đinh Trọng và Giang Sách. Dựa vào năng lực, kiến thức, lòng giả của đinh trọng vĩnh viễn chỉ có thể loanh quanh ở dòng thể gia nhị phẩm thậm chí có thể rơi xuống dòng thế gia tam phẩm đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp khiến đám ông lớn như phan khố coi thường người như đinh trọng chỉ có giang sách nhìn cao trông rộng không thì đinh trọng tuyệt đối không thể so sánh nổi đường mặt không còn gì để nói 10 công ty kia không những đến mà còn đưa ra số vốn 3 tỷ, nhà họ Đinh có thể nhân cơ hội này một bước lên cao. Muốn đổi giang sách đi gần như là không thể trên mặt anh ta tràn ngập nỗi thất vọng. Ông cụ đinh trọng xem ra cũng đang không biết làm thế nào. Rõ ràng là chuyện rất đáng mừng nhưng lại vì chuyện cá cược với giang sách mà lúng túng không biết nên xin lỗi thế nào mới phải. Lúc này, Đinh Phong thành cố tình ho một tiếng rồi nói với giang sách, giang sách, cậu có thể cút khỏi nhà họ Đinh chúng tôi không? Mọi người trong phòng đều nhìn nhau. Đinh Mộng Nhiên khó hiểu hỏi, vốn đầu tư đã bỏ ra rồi, vì sao vẫn muốn giang sách đi? Đinh Phong thành cười, vốn đầu tư bỏ ra không sai, nhưng cô đừng quên trừ lúc đó giang sách đánh cược với ông nội ra còn liên tục nói rằng người nhà họ thường sẽ tới xin lỗi. Hiện giờ đã tới thời hạn mà nhà họ thường một người cũng chưa thấy đâu. Lời này khiến Đình Trọng hoàn toàn tỉnh táo. Ông ta nở một nụ cười, cuối cùng đã có thể tìm được cơ hội phản kích. Đinh Trọng hắng giọng, không sai, chuyện nào ra chuyện đó. Gọi được vốn đầu tư quả thật đáng khen ngợi, nhưng nói một cách khó nghe, số tiền vốn này kỳ thật là do Mộng Nhiên lấy được, không có liên quan gì đến giang sách. Hiện nay người của nhà họ thường lại không tới, cho nên tôi thắng cuộc đánh cược này rồi. Theo luật, giang sách phải ngay lập tức rời khỏi nhà họ Đinh. chương 66, không thể giao. Sao các người có thể như vậy? Đinh Mộng Nhiên không nghe nổi, sao lại có thể qua cầu rút ván như vậy? Rõ ràng giang sách vừa giúp bọn họ gọi vốn đầu tư 300 vạn, sao lại có thể lật mặt như không quen biết? Giang sách vốn không quan tâm, chỉ liếc đồng hồ và nói, cha, giờ phút này người nhà họ thường chắc cũng đã đến rồi. Advertisement. Lời chưa nói dứt, một nhân viên bảo vệ vội vã chạy vào báo, tổng giám đốc đinh, không hay rồi. Có mười mấy chiếc xe đang đỗ ở ngoài, mấy chục thành viên trụ cột nhà họ thường đều đang có mặt, ai nấy cũng khí thế đùng đùng. Có vẻ như là đến tìm chúng ta tính sổ. Đinh trọng hít một hơi thật sâu. Giang sách, xem việc tốt cậu làm đi đây là cái gọi là người nhà họ thường đến sao. Người thì đến rồi, nhưng người ta không phải đến để xin lỗi, mà là đến để trả thù. Đường mặt nói, chúng ta ra ngoài trước xem sao, mọi việc đều dễ thương lượng. Nếu người ta gây khó dễ với chúng ta, chúng ta có thể lôi giang sách ra. Nếu như người là do cậu ta gọi tới thì có gì bất chắc cũng nên do cậu ta chịu trách nhiệm. Đinh Trọng gật đầu, cũng có đạo lý, đi, theo ông xem thế nào ông ta mang theo mọi người ra cửa công ty vừa nhìn liền thấy thường khôn gia chủ nhà họ thường mang theo một nhóm người tới đây tất cả đều là thành viên trụ cột của nhà họ thường thấy vẻ mặt nghiêm túc của họ mà nói chắc chắn lần này tới đây là để tìm nhà họ đinh tính sổ chuyện của thường tại xuân không thể chạy thoát rồi đinh trọng quyết định hy sinh gian sách để bảo toàn nhà họ đinh vừa hay lại có thể nhân cơ hội này đuổi gian sách đi một mũi tên chúng hai đích ông ta bước nhanh về phía trước vừa chuẩn bị mở lời thì thường khôn vươn ta ra ngăn lại. Tổng giám đốc Đinh, xin hỏi có Đinh Mộng Nhiên ở đây không? Trong lòng Đinh Trọng kinh ngạc, thì ra đối phương không phải đến tìm giang sách, mà là đến tìm Đinh Mộng Nhiên. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao khởi nguồn của câu chuyện cũng là do Đinh Mộng Nhiên. Trong lòng Đinh Trọng cân nhắc thật kỹ, nếu không giao Đinh Mộng Nhiên ra thì sẽ không giải quyết được mâu thuẫn với nhà họ thường nếu giao đinh mộng nhiên ra thì sẽ ảnh hưởng to lớn đến 300 vạn tiền cải tạo hạng mục không thể giao ông ta cười nói kỳ thật thủ phạm của chuyện đó không phải cháu gái tôi mộng nhiên mà là tên giang sách vô dụng tổng giám đốc thường nếu như ngài không thoải mái tôi lập tức có thể đuổi giang sách khỏi cửa nhà đưa cho ngài xử tội thế nào thường khôn không quan tâm ông ta vẫn như cũ hỏi tôi chỉ hỏi ông đinh mộng nhiên có đây không đinh trọng không biết nên nói như thế nào lúc này Đinh Tử Ngọc ở giữa đám đông không biết vô tình hay cố ý đẩy Đinh Mộng Nghiên ra rồi lùi lại hai bước trước khi Thường Khôn nhìn thấy. Thường Khôn ngay lập tức đẩy Đinh trọng ra rồi tiến về phía Đinh Mộng Nghiên. Nhìn thấy khí thế đùng đùng của đối phương, Đinh Mộng Nghiên sợ hãi đến mức lùi về phía sau. Cô căng thẳng quay đầu nhìn về phía Giang Sách, nhưng lại thấy anh đút tay trong túi, khuôn mặt nở một nụ cười, hoàn toàn không có ý định bảo vệ cô. Đinh Mộng Nghiên tức đến mức muốn đi tới đá anh một phát vợ mình bị người ta trả thù mà anh còn cười được như thế. Có phải là đàn ông không? Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành trốn trong đám đông với vẻ mặt hả hê, bọn họ đã sớm không ưa Đinh Mộng Nhiên từ lâu. Lần này sẽ không bỏ qua cơ hội mượn đao giết người. Nếu Đinh Mộng Nhiên bị ngã ngựa thì bọn họ sẽ được nhiều cổ phần hơn trong công ty, sau này sẽ không có ai gây sự với bọn họ nữa. Thường khôn bước vài bước lên phía trước, lúc này mọi người đều cho rằng thường khôn sẽ động thủ. Đột nhiên, thường khôn phất tay áo và quỳ xuống trước mặt Đinh Mộng Nghiên. Ngay sau đó, tất cả các thành viên trụ cột của nhà họ thường cũng không ngoại lệ, tất cả đều quỳ xuống đất bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới Đinh Mộng Nghiên. Chuyện này, Đinh Mộng Nghiên xứng sở trước cảnh tượng này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. chương 67, Tuân Mệnh Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc lại càng thêm choáng váng. Tại sao bọn họ lại quỳ xuống xin lỗi chứ? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Thường khôn dập đầu ba lần rồi ngẩng lên nhìn Đinh Mộng Nhiên một cách chân thành, nói cô Đinh Mộng Nhiên, thường khôn tôi đây thay mặt tên bất hiếu thường tại xuân tới xin lỗi cô. Hai ngày trước, thằng con bất hiếu của tôi nảy sinh suy nghĩ quá phận, mang một đám rác rưởi đến, hơn nữa còn muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với cô. Advertisement. Nó nói thẳng ra còn không bằng xúc sinh. Nó có lỗi với cô, đáng bị trừng phạt mà tôi thân làm bố cũng nên đáng bị trừng phạt vì đã không hoàn thành trách nhiệm của bản thân thường khôn nặng nề dập đầu xuống cho nên tôi mang tới tất cả thành viên trụ cột của nhà họ thường tới chịu tội cô đinh xin hãy trừng phạt chúng tôi đi nếu không cô muốn xử tội như thế nào cũng được chúng tôi sẽ không oán lấy một lời đây là là một cô gái đơn thuần như đinh mộng nhiên đã bao giờ thấy một yêu cầu như vậy đâu cô xứng sờ đứng đó không biết nên làm gì đinh trọng bên kia đưa tay lên tự cấu bản thân để chắc rằng ông ta không nằm mơ thế giới này là thế nào đây con trai nhà họ thường bị đánh cho sống không bằng chết thay vì kích động tới trả thù thì lại chủ động tới tận cửa xin lỗi còn nguyện ý chịu bất cứ hình phạt nào chuyện này nói ra không biết có ai tin không người nhà họ thường có khi nào điên rồi mới làm ra loại chuyện này không tuy nhiên tất cả điều này lại xảy ra trước mắt không thể không tin đinh mộng nghiên nhìn về phía giang sách em em nên làm thế nào giang sách mỉm cười không phải ông ta đã nói rồi sao đồng ý nhận bất kỳ hình phạt nào cho nên em thích làm thế nào thì cứ làm như vậy cứ tùy ý chút hết ra nỗi hận của em với thường tại xuân đi đinh mộng nghiên gật đầu xoay người nói với thường khôn được vậy tôi sẽ nghiêm phạt ông mồ hôi lạnh của thường khôn tí tách rơi xuống trong lòng không ngừng cầu nguyện Đinh Mộng Nhiên ngàn vạn lần đừng đưa ra yêu cầu quá đáng nào thêm nữa. Chỉ nghe Đinh Mộng Nhiên nói, tôi sẽ trừng phạt tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ thường, sáng sớm mỗi ngày phải mang đồ ăn sáng miễn phí đến cho các cô chú công nhân quét dọn vệ sinh. Này, thường khôn dở khóc dở cười, cái này mà xem là trừng phạt sao? Rõ ràng là hoạt động công ích thì có. Đối với nhà họ thường mà nói chuyện này không phải là vấn đề gì to tắt cả, ngược lại bọn họ còn có thể vì nhà họ thường làm vậy mà lấy lại một ít thanh danh thông qua những hoạt động công ích thế này tội gì mà không làm ông ta nhẹ nhàng thở ra cảm ơn đinh mộng nghiên cảm ơn cô đinh cô thật là người có tấm lòng bao dung quảng đại đinh mộng nghiên nghe được cả người nổi hết da gà được rồi phạt thì tôi cũng đã phạt rồi mọi người đứng lên cả đi tuân mệnh thường khôn đứng lên trước quay sang nhìn mọi người vẫy vẫy tay đều dậy hết cả đi cùng tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ ngày mai mỗi ngày đều phải dậy thật sớm đưa đồ ăn cho các công nhân quét dọn vệ sinh nữa. Sau đó ông ta mang theo mọi người rời đi. Lúc đi ngang qua bên người Đinh Trọng, thường khôn khinh thường nói Tổng Giám Đốc Đinh, ông thân là nhất gia chỉ chủ, lại là ông nội của cô định, thế nhưng chẳng biết xấu hổ chỉ vì lợi ích của bản thân nhẫn tâm để cho cháu gái ruột của mình rơi vào nguy hiểm. Loại người như ông chỉ đáng giá hai chữ, rác rưởi mà thôi. Nói xong ông ta quay đầu bỏ đi một mạch bị người ta mắng phun máu chó đầy đầu đinh trọng xứng sở tại chỗ vẫn còn mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra tại sao ông ta kính cẩn lấy lòng thường khôn như thế cuối cùng lại trở thành đối tượng bị người ta nhục nhã làm gia chủ như ông ta lần này đúng là mất hết mặt mũi rồi đinh mộng nghiên đi tới nói ông nội sự tình hôm nay ông cũng thấy rất rõ ràng việc đầu tư đã giữ lại được người nhà họ thường cũng đến xin lỗi rồi cho nên giang sách cũng không cần phải rời khỏi nhà họ đinh nữa đúng không chương 68, lời này nói ra đủ thẳng thắn trực tiếp. Mọi chuyện đều làm rất tốt, giang sách đương nhiên không cần phải rời đi. Đinh Trọng chịu đựng tức giận gật gật đầu. Đinh Mộng Nhiên rốt cuộc nở nụ cười vui vẻ, giải tỏa ra hết những đau khổ áp lực đè nén trong lòng mấy ngày nay. Nhìn giang sách nói thật tốt quá, anh cuối cùng cũng không phải rời xa em và nhà họ Đinh nữa rồi. Giang sách nhìn Đinh Mộng Nhiên hồn nhiên tươi cười rạng rỡ, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, xem ra nỗ lực của anh mấy ngày qua cũng coi như đáng giá. Advertisement. Chỉ cần Đinh Mộng Nghiên hạnh phúc, những gì anh làm liền có giá trị. Tuy nhiên sự tình còn chưa thể kết thúc đơn giản như vậy được. Giang sách không nhanh không chậm thong dong đi tới bên cạnh Đinh Trọng nói, ông cụ, theo như tình hình trước mắt, vụ đánh cuộc này là tôi thắng đúng không? Đinh Trọng hừ lạnh một tiếng, là cậu thắng, cậu có thể tiếp tục ở lại nhà họ Đinh. Sau đó thì sao? sau đó cái gì nữa giang sách cười ông cụ ông cũng đừng ở đây giả ngốc chứ thời điểm đánh cực chính ông đã nói nếu như tôi thắng ông liền bưng trà đổ nước nhận lỗi cùng tôi cảnh tượng ngay lập tức trở nên xấu hổ đinh trọng biết có chuyện như vậy nhưng vẫn không hề nhắc đến ông ta nghĩ chỉ cần lừa gạt cho qua hôm nay là được rồi ai ngờ giang sách lại không có ý định buông tha cho ông ta thời điểm đánh cực được định ra có rất nhiều người ở đây chứng kiến không thể qua loa cho xong chuyện nhưng nếu thật sự xin lỗi thì mặt mũi đinh trọng biết để ở đâu ông ta cắn răng thực hiện cũng không được mà không thực hiện cũng không được đinh phong thành lúc này mới chợt lên tiếng này đủ rồi đó cậu còn muốn ông nội phải bưng trà đổ nước cho cậu nữa hả cậu xứng sao giang sách nhàn nhạt nói nếu tôi đã thắng cuộc tại sao lại không xứng đinh tử ngọc cũng chen vào ông nội là trưởng bối của cậu hơn nữa không phải ông đã cho phép cậu tiếp tục ở lại nhà họ đinh rồi còn gì vì sao còn phải dựa theo đánh cuộc để làm khó ông cơ chứ ông cụ cho phép tôi được ở lại nhà họ đinh sao xin lỗi phải nói là chính tôi đã dùng thực lực của bản thân mình để được ở lại mới đúng giang sách hỏi ngược lại thử nghĩ một chút tưởng tượng nếu như hôm nay tôi không hoàn thành cuộc cá cược này mấy người các ngươi bao gồm cả ông cụ nữa có thể coi như không có gì xảy ra sao có thể đem chuyện đánh cược này gạt qua một bên rồi bỏ qua mọi chuyện được không đương nhiên sẽ không nếu giang sách làm không được anh khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức mọi người cúi đầu im lặng kết quả thế nào trong lòng bọn họ rõ ràng nhất giang sách tiếp tục nói nếu tôi thua các người nhất định sẽ nghiêm khắc thực hiện ước định nếu đã như vậy thì vì sao tôi thắng mà mấy người lại không muốn cho tôi thực hiện điều đó mọi người bị nói đến á khẩu không ai có thể lên tiếng trả lời được hôm nay nếu đình trọng không chịu nói lời xin lỗi thì việc này xem ra không thể kết thúc được rồi Tuy nhiên, giang sách ha hả cười, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, để cho ông cụ vì một vãn bối như tôi mà phải bưng trà xin lỗi thì có vẻ hơi quá, tôi cũng nhận không nổi lễ này. Nếu ông cụ không thể làm việc đó, tôi có thể đồng ý để cháu trai, cháu rể của ông thay ông ấy hoàn thành. Lời này nói ra đủ thẳng thắn trực tiếp. Đường mặt tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng nói, muốn tôi bưng trà xin lỗi. Cậu nghĩ cũng hay lắm. Đinh Phong Thành cũng nói, giang sách, Xem ra cậu chán sống rồi, muốn tìm chết có phải hay không? Cậu có tin ngay bây giờ tôi sẽ bẻ đầu cậu xuống làm cầu để đá không hả? Giang sách phung tay lên, nhìn về phía đình trọng, ông cụ, ông tự mình xin lỗi hay là để bọn họ thay ông xin lỗi, ông chọn đi. Hàm giang đình trọng cần đến mức vang lên canh cách. Chuyện tới nước này ông ta không thể không tạm thời cúi đầu nhân nhược, hướng về phía đường mạt, đinh phong thành nói, hai người các con, giúp ông nội nhận lỗi đi. Đường mạt Đinh Phong thành hận không thể đem giang sách chém thành trăm mảnh cho Hà giận. chương 69, cả hai đều đỏ mặt, nhìn nhau không nói gì. Giang sách nhàn nhạt nói, có ai đi nhận lỗi kiểu này không? Hai người không cảm thấy bản thân mình có chút cao ngạo sao? Cuối cùng đường mặt và Đinh Phong thành bị ép phải quỳ một gối xuống đất, dơ chén trà lên cao. Giang sách cũng không khách khí, duỗi tay tiếp nhận chén trà, Hơi hơi nhấc một ngụm sau đó đem chén trà ném trên mặt đất rồi lại duỗi tay ra nhận lấy một chén khác, cũng nhấc một ngụm rồi vứt trên mặt đất như chén vừa rồi. Anh cười nói, tốt lắm, tôi chấp nhận lời xin lỗi của hai người. Advertisement. Sau đó anh tiến lên nắm tay Đinh Mộng Nghiên, nhìn Đinh trọng nói, ông cụ, sự việc hôm nay coi như đã giải quyết xong, chúng ta không ai nợ ai. Trong nhà còn có việc gấp, tôi không ở lại công ty được nữa, hẹn gặp lại. Sau Nói xong anh dẫn theo Đinh Mộng Nghiên vẻ mặt còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng họp, leo lên chiếc Cadillac nghênh ngang rời đi. Mọi người có mặt không một ai dám lên tiếng. Đinh Trọng nắm chặt tập tài liệu đang cầm trong tay, hung hăng xé thành nhiều mảnh nhỏ. Giang sách, giang sách, giang sách, thật là khinh người quá đáng. Chuyện hôm nay, cậu chưa xong với tôi đâu. Đinh Trọng tôi xin thề, không trừ bỏ được cậu liền không mang họ Đinh. Lúc này cũng giống như Đinh Trọng, đường mạt cùng đinh phong thành cũng tràn ngập lửa giận hôm nay bọn họ phải xin lỗi giang sách trước mặt mọi người chịu người nhạo báng chế diễu, cuộc tức này nghĩ thế nào cũng không thể nuốt trôi đặc biệt là đường mạt anh ta ngày thường luôn tự cho mình cao cao tại thượng đã bao giờ phải chịu loại khuất nhục thế này anh ta không nói một lời đi thẳng ra xe của mình mọi người nhìn đến ánh mắt hung ác như muốn giết người của anh ta đều sợ hãi né tránh a à, ba đường mặt tôi lấy danh nghĩa phó tư lệnh chiến trường phía đông ra thể nhất định phải tự tay giết chết giang sách. Trên đường trở về, Đinh Mộng Nhiên điều khiển xe, im lặng không nói gì. Giang sách nhìn chằm chằm cô nhìn hồi lâu, thở dài một hơi nói thực xin lỗi. Đinh Mộng Nhiên sửng sốt, hả? Thực xin lỗi, anh đã đồng ý với em sẽ không chủ động trêu chọc ông cụ, hôm nay vẫn không thể khống chế được, là lỗi của anh. Đinh Mộng Nhiên cười khổ một tiếng, hiện tại nói chuyện này còn có ý nghĩa gì? cuống hồ tất cả những việc này vốn dĩ không phải là lỗi của anh đám người đinh trọng đường mật đúng là khi người quá đáng nếu giang sách không phản kháng lại chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ đinh lâu rồi không chỉ là giang sách ngay cả đinh mộng nhiên nói không chừng cũng đã bị người đuổi đi đơn giản chỉ vì cô là một người phụ nữ lại không chịu lấy một người chồng quyền cao chức trọng tuy rằng cô cũng là người nhà họ đinh nhưng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm coi trọng từ phía ông nội Ninh Mộng Nhiên nói, em không trách anh, sự việc hôm nay cho dù là ai đều sẽ tức giận. Đơn giản như việc thường khôn tới cửa xin lỗi, lúc ấy chị cả không nói tiếng nào liền trực tiếp đẩy em đang đứng từ trong đám đông ra phía trước. Nếu thường khôn không phải tới xin lỗi mà là tới trả thù thì em hôm nay chỉ sợ cũng lành ít giữ nhiều. Vừa nói cô vừa nhìn về phía giang sách với ánh mắt dịu dàng. Nhưng em biết nếu bây giờ mình đang ở bên bờ vực nguy hiểm đến tính mạng thì người duy nhất có thể bất chấp tất cả liều mạng cứu em chỉ có mình anh thôi. Còn những người nhà họ Đinh kia, từng người từng người một chỉ mong sao có thể tự mình đem em đẩy ngã xuống đó mới tốt kia. Giang Sách, em thấy mình thật may mắn, may mắn vì chúng ta vẫn còn được ở bên nhau. Có thể là một người luôn sống nội tâm rụt rè nhút nhát như Đinh Mộng Nghiên nói ra những lời tình cảm như vậy, cho thấy tình cảm của cô đối với Giang Sách đã có chuyển biến tốt từ đầu là xem thường, thất vọng, đến bây giờ đã có chút chấp nhận rồi. Mặc dù Giang Sách vẫn còn rất nghèo, nhưng ít nhất phần tình cảm này là hoàn toàn chân thật. Giang Sách cảm thấy trong lòng có một tia ấm áp, đã thật lâu rồi anh không có cảm giác này. Cả hai đều đỏ mặt, nhìn nhau không nói gì. Xe chạy về đến nhà. Đinh Mộng Nhiên còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Đinh Khải Sơn ngồi ở trên số pha hướng về phía bọn họ nói, đã trở lại rồi à? Vâng chương 70, tình cảnh một lần nữa lại rơi vào xấu hổ. Mọi việc sau này phải làm như thế nào chắc con không cần ba phải nói chứ. Đinh Khải Sơn vỗ vỗ tập tài liệu trên bàn, hai đứa hiện tại liền có thể đi làm thủ tục ly hôn được rồi, ở đây ba đều đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho hai đứa. Đinh Mộng Nhiên ngây ngẩn cả người, ba, ba định làm gì vậy? Làm cái gì? Lúc trước Giang Sách chính miệng đáp ứng với ba, nếu nó không hoàn thành hai việc kia liền lập tức ly hôn với con, như thế nào, bây giờ lại định đổi ý à? Advertisement. Đinh Mộng Nhiên cười khổ, hóa ra hôm nay ba cô còn không biết sự việc đầu tư đã thành công, nhà họ thường cũng đã tới xin lỗi. Chuyện này cũng không có gì lạ cả, hai việc này cũng vừa mới hoàn thành xong sáng nay, đoán chừng bên phía công ty vẫn chưa có người nào chịu gọi điện thông báo cho ông biết. Ba, thật ra thì, định Khải Sơn ngắt ngang lời cô, không cần phải tiếp tục nhiều lời, ly hôn đi. Hơn nữa, ông lấy ra một sấp ảnh chụp đặt ở trên bàn, đây là con trai của chủ nhiệm công ty Ba, Tiểu Mạnh. Cậu ta là người trung hậu thành thật, lại rất có tài hoa, lại là con trai một của chủ nhiệm, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Ba đã bàn bạc bà kỹ cùng chủ nhiệm rồi, trước mắt con cứ ly hôn đã, sau đó hẹn hò với Tiểu Mạnh một thời gian xem sao, nếu cậu ta coi trọng con, vậy thì con chỉ cần thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tái hôn với cậu ta thôi đinh mộng nhiên quả thực không còn lời nào để nói với ba mình nữa tốc độ này của ba có phải quá vội vàng rồi không mình còn chưa ly hôn đinh khải sơn đã vội vội vàng vàng thu xếp xong tương lai phía sau cho cô rồi mẹ vợ tô cẩm bất đắc dĩ nói mộng nhiên ba của con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi tuy hơi có chút đột ngột nhưng cậu tiểu mạnh này có lẽ thật sự sẽ hỗ trợ con rất nhiều cho sự nghiệp sau này đinh khải sơn cũng nói thêm vào mẹ con nói rất có lý nếu con cùng tiểu mạnh kết hôn ba với chủ nhiệm sẽ là thông gia của nhau cũng rất có lợi cho việc ba được thăng chức đinh mộng nhiên nghe vậy liền đen mặt ngữ khí không vui hỏi ba đối với ba con chỉ là công cụ để cho ba lấy lòng người khác thôi sao ba đem con gả cho người ta rốt cuộc là vì muốn tốt cho con hay chỉ vì lợi ích của ba mà làm vậy nếu ba nghĩ muốn thăng quan tiến chức vậy thì chính ba tự mình gả cho cái người tên tiểu mạnh kia là được rồi làm càn có đứa con nào lại đi nói chuyện với ba của mình như vậy không? Đinh Mộng Nhiên cắn môi, vừa vội lại vừa tức. Giang sách bước tới khuyên, ba, nếu như ba thật sự muốn được thăng chức, con có thể giúp ba nghĩ biện pháp, cũng không cần phải nịnh bợ lấy lòng chủ nhiệm làm gì. Anh, Đinh Khải Sơn mắng, anh thì tính là cái gì? Lời anh nói ra dùng được chắc, còn nữa, về sau cũng đừng kêu tôi là ba nữa, bây giờ nếu anh còn là đàn ông thì thực hiện ước định của mình đi, cùng con gái tôi ly hôn ngay lập tức, sau đó cút đi xa xa một chút. Về sau đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Tình cảnh một lần nữa lại rơi vào xấu hổ. Cho đến khi Đinh Mộng Nhiên lạnh lùng nói, con sẽ không cùng Giang Sách ly hôn đâu. Con dám. Vì sao lại không dám? Hôm nay nhà họ Đinh đã lấy được 3 tỷ tiền đầu tư, người nhà họ thường cũng tới cửa nói lời xin lỗi. Những lời anh ấy hứa đều đã làm được, anh ấy cũng không cần phải rời khỏi nhà họ Đinh nữa, đừng nói chi đến việc ly hôn cùng với con. Cái gì? Đinh Khải Sơn hoài nghi có phải là tại của mình đang nghe lầm không? Ông ta không dám tin, càng không muốn tin những gì Đinh Mộng Nhiên nói chính là thật sự. Nếu ba vẫn không tin vậy thì tự gọi điện thoại hỏi thăm đi. Ha, con vẫn cho rằng ba không dám hỏi ư. Định Khải Sơn lập tức mất di động ra bấm, do hỏi những tin tức có liên quan đến chuyện lúc sáng, sau khi nghe đối phương nói xong cả người ngây ngốc đứng im ở đó. Làm được, giang sách vậy mà lại có thể làm được điều đó lấy được đầu tư không nói, còn làm người nhà họ thường tới cửa xin lỗi, chuyện này. Đinh Khải Sơn vội vàng chất vấn, giang sách, rốt cuộc là anh đã làm như thế nào vậy? Giang sách nhún vai, chỉ cần cố gắng tận lực khuyên bảo thì cũng không phải là khó nói chuyện với gia đình người ta lắm. Anh giải thích qua loa thoái thác làm cho Đinh Khải Sơn khó lòng tiếp thu được. chương 71, anh nhẹ tay một chút. Ông không ngừng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tôi quen biết thường khôn cũng đã mười mấy năm rồi, ông ta không phải là cái loại người dễ dàng cúi đầu xin lỗi người khác đâu, ở đây nhất định có gì đó kỳ lạ. Đinh Mộng Nghiên cười lạnh nói, mà kể có cái gì kỳ lạ, tóm lại việc ông ta đã tới xin lỗi chính là sự thật. Giang sách cũng đã làm được những gì mà anh ấy từng nói, ba cũng nên thực hiện hứa hẹn của mình đi và để anh ấy được ở lại. Định Khải Sơn không biết phải nói gì thêm nữa. Ngay từ đầu ông chưa bao giờ nghĩ tới giang sách có thể làm được những việc này, cho nên mới sớm bàn bạc ổn thỏa cùng với chủ nhiệm về việc cho hai đứa nhỏ qua lại với nhau Hiện tại không có cách nào để giải quyết chuyện này nữa rồi Advertisement Chính là, Đinh Khải Sơn thực xấu hổ nói, giang sách ở lại hay không cứ để nói sau Ba đã đáp ứng với chủ nhiệm, con sẽ ly hôn, sau đó cùng với tiểu mạnh tìm hiểu qua lại Bây giờ đột nhiên đổi ý thì ba nói chuyện với chủ nhiệm kiểu gì đây Ba muốn nói chuyện như thế nào là việc của ba, ba tự mình giải quyết đi cũng đâu phải là con F3 đi sắp xếp chuyện này cho con đâu. Này, làm sao con có thể nói chuyện với ba như vậy hả? Hừ, Đinh Mộng Nhiên quay người rời đi, Giang Sách cũng đi theo. Sau khi hai người tiến vào phòng, Đinh Mộng Nhiên đóng của phòng thật mạnh. Đinh Khải Sơn lo lắng ngồi xuống, chuyện này phải làm sao mới ổn thỏa đây? Tô Cẩm bên cạnh tức giận chừng ông một cái, tôi đã sớm khuyên ông rồi, đừng có nóng lòng như vậy, cho dù ông thật sự coi trọng tiểu mạnh đi chăng nữa, Muốn người ta làm con rể của mình thì cũng phải đợi cho đến khi bên này ly hôn xong hãy nói. Được rồi, tôi cũng không cần bà phải lắm miệng, đi, đi đi. Đinh Khải Sơn liên tục xua tay, đầu óc xoay chuyển liên tục, suy nghĩ không biết giải thích chuyện này cùng chủ nhiệm như thế nào. Trong phòng, Đinh Mộng Nghiên tức giận nằm lì ở trên giường. Giang Sách cười cười đi tới, sao phải tức giận đến như vậy? Thật ra đây cũng không phải chuyện lớn gì. Đinh Mộng Nghiên chừng mắt nhìn anh một cái, em như vậy còn không phải là vì anh. Chẳng lẽ anh hy vọng em đi hẹn hò cùng với cái tên tiểu mạnh kia? Giang sách ngồi xuống nói, không hy vọng, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy em tức giận với ba, dù sao thì ông ấy cũng là ba ruột của em. Hừ, ông ấy cũng chỉ biết mỗi lợi ích của chính mình, trước nay đều không chịu suy nghĩ vì em. Đang nói Đinh Mộng Nghiên bỗng nhiên ôm lấy bả vai, đau đớn kêu lên một tiếng A. À. Làm sao vậy? Không biết, bà vai của em đau quá." Giang Sách vươn tay đặt lên vai cởi bỏ một chút quần áo cho cô làm lộ ra làn da tuyết trắng nõn nà. "Gần đây có phải em làm việc quá nhiều, mệt nhọc quá độ, cơ bắp không được thả lỏng cho nên mới cảm thấy nhức mỏi không? Để anh giúp em mát xa một chút giúp máu lưu thông, rất nhanh sẽ không đau nữa đâu." Ninh Mộng Nghiên do dự một chút, kỳ thật từ trước đến nay cô chưa bao giờ để cho bất kỳ một người đàn ông nào chạm vào mình, đến bây giờ cô vẫn còn là một xử nữ cho nên cô đối với người khác phải rất là mẫn cảm. Tuy nhiên Giang Sách dù sao cũng là chồng của cô, hơn nữa trong lòng cô kỳ thật cũng không hề bài xích anh, cho nên cũng không cự tuyệt nữa. Giang Sách đặt hai tay trên vai cô, dùng sức thật mạnh ấn xuống, đau đến mức Đinh Mộng Nhiên lại kêu một tiếng. Anh nhẹ tay một chút. Giang Sách cười, cái này cũng không thể nhẹ được rồi, nếu không dùng sức có ấn thế nào đi chăng nữa cũng như không. Cố gắng chịu đựng một chút, anh mát xa toàn thân cho em một lần sẽ khiến em thư thái thoải mái ngay thôi. Toàn thân. Trong nháy mắt, toàn bộ gương mặt của Đinh Mộng Nhiên đều đỏ cả lên. Trong đầu cô dần hiện ra rất nhiều hình ảnh kiều mị. Cũng không biết vì sao, cô thế nhưng lại có chút chờ mong. A, à, đau, đau quá. Anh nhẹ nhẹ chút. Đừng đụng nơi đó nữa. A, à, em chịu không nổi. A. À. Trong quá trình giang sách mát xa cho cô, Đinh Mộng Nhiên đau phát ra một tiếng lại một tiếng kêu đau đớn. Xuyên qua cửa phòng, truyền tới phòng khách. Ngoài phòng khách. Chương 72, hai, cậu có biện pháp rồi à? Tô Cẩm cùng Đinh Khải Sơn nghe được tiếng kêu của cô, sắc mặt đều thay đổi. Tô Cẩm ho khan một tiếng, con bé Mộng Nghiên này cũng thật là thật không có chút thẹn thùng gì cả, con gái con đứa ở nhà mà kêu lớn tiếng như vậy. Đinh Khải Sơn trợn trắng mắt liếc bà một cái, này có là cái gì? Hiện tại đã là xã hội hiện đại rồi chú trọng chính là phô trương cá tính, cởi mở hoạt bát. Về chuyện này tôi đối với bà cũng có chút không vừa ý đó. Mỗi lần chúng ta làm chuyện đó, bà đều ngượng ngùng, không dám la hét, chán lắm. Tô Cẩm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, này, cái lão già không đứng đắn này nói sằng nói bậy cái gì đấy. Bà vừa nói vừa đánh vào người định Khải Sơn. Advertisement. Hai người cũng bất chi bất giác ôm chặt lấy nhau, sắc mặt Tô Cẩm cũng hát ửng hồng. Mà đúng vào lúc này, trung tâm thành phố Giang Nam, một khu văn phòng làm việc phồn hoa sầm uất. Tòa nhà cao tầng của doanh nghiệp Thiên Đình, tầng thứ 23, văn phòng chủ tịch có ba người đàn ông đang ngồi ở bên trong. Trong đó có hai người đúng là Hà Diệu Long chủ tịch hiện giờ của công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng, cùng với cháu trai Hà Gia Minh của anh ta, mà người đàn ông còn lại chính là chủ tịch Tôn Vĩnh Trinh của doanh nghiệp Thiên Đình. Mà lúc này Hà Diệu Long, Hà Gia Minh đều cúi thấp đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Tôn Vĩnh Trinh một tay kẹp chặt điếu thuốc, một tay lật xem tư liệu, ngữ khí không vui nói, Hà Diệu Long, anh giỏi lắm. Tôi hao tổn hết tâm cơ mới đem được khoa học công nghệ tầm mộng thu vào trong tay, đem nó giao cho anh xử lý, kết quả mới một tháng anh đã thua lỗ hơn 5.000 tệ. Hà Diệu Long nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám ho he một tiếng. Tôn Vĩnh Trinh tiếp tục nói, còn có, một tuần trước anh thế nhưng mang theo toàn bộ tinh anh của công ty đi cúng tế cho vong hồn của Giang Mạch, Trước mộ quỳ suốt một đêm, chuyện này là sao, anh làm cho những nhân tài của công ty tức giận bỏ đi hết rồi." Hà Diệu Long vẻ mặt đau khổ nói, "Chủ tịch Tôn, chuyện này thật sự không phải do tôi, đều là chuyện tốt mà Giang Sách đã làm. Anh ta quá giỏi, chúng tôi đánh không lại anh ta, chủ tịch Tôn, ngài giúp tôi với." Tôi nhổ vào, "Tôn Vĩnh Trinh mắng, anh đúng là đồ phế vật, mắt tôi bị mù." mới có thể đem công ty khoa học công nghệ tầm mộng giao cho loại người rác rưởi như anh quản lý. Dừng một chút, hắn ta hỏi, người tên Giang Sách mà anh nói có thân phận? Gì? Hà Diệu Long vội đáp, tôi đã điều tra rồi, anh ta là anh trai của Giang Mạch, đi lính ở Tây Cảnh 5 năm, không có công tích gì, đến bây giờ còn ở nhờ vào gia đình nhà vợ. Một tên phế vật như vậy anh cũng không trị được à? Không phải, dù sao Giang Sách này cũng là một quân nhân rất giỏi đánh đấm. Hơn nữa tôi nghe nói anh ta còn từng cứu được một vị đại tướng, lần trước chúng tôi bị ép phải đi đến quỳ trước mộ Giang Mạch, chính là bị vị tướng kia cho người đến hù dọa. Tôn Vĩnh Trinh hừ lạnh một tiếng, Giang Sách này dám cả gan đứng chắn trước mặt khoa học công nghệ tầm mộng chính là không cho chúng ta kiếm tiền, nhất định phải diệt trừ ngay lập tức. Hà Diệu Long hỏi, "Chủ tịch Tôn, ý của ngài là tìm người giết chết anh ta?" "Anh biến đi." Tôn Vĩnh Trinh tức giận nói, "Hiện tại là xã hội pháp quyền rồi." chúng ta là những công dân hợp pháp giết 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 cái đầu anh ấy đầu óc anh không để dùng mà để làm cảnh à không nghĩ ra được một cách gì đáng tin cậy hơn sao nhưng giang sách dù sao cũng từng đi lính ở tây cảnh tuy rằng không quyền không thế nhưng thân phận vẫn còn ở đó anh ta đại diện cho tây cảnh hiện tại người phụ trách khu vực giang nam lại là người đến từ tây cảnh anh tìm người đi giết anh ta đây không phải là muốn đối nghịch cùng người tổng phụ trách ở đây hay sao Tôn Vĩnh Trinh rít một hơi thuốc lá, "Hà Diệu Long, anh theo tôi nhiều năm như vậy, sao một chút tiến bộ cũng đều không có thể? Có việc gì cũng chỉ biết dùng đến nắm đấm để giải quyết, càng nhìn càng tức." Hà Diệu Long không dám nói tiếp nữa, cúi đầu không im lặng. Đúng lúc này, thư ký đi vào thông báo, "Chủ tịch Tôn, Tổng giám đốc Tây Môn đã trở lại." Vừa nghe lời này, Tôn Vĩnh Trinh mặt mày hớn hở, nói, "Mau, đưa Tổng giám đốc Tây Môn tới gặp tôi." "Vâng." thưa chủ tịch. Một lát sau cửa văn phòng được đẩy ra, thư ký dẫn theo một người đàn ông. Đi vào. Người đàn ông này cao khoảng 1m85, dáng người thon dài, mặc vest chỉnh chu, trên mặt đeo một cặp kính đen dày cộp, cả người trông có vẻ sạch sẽ sảng khoái. Người này đúng là Tây Môn Tuấn. Chủ tịch Tôn, anh tìm tôi. Ừ, Tôn Vĩnh Trinh chỉ chỉ Hà Diệu Long, Hà Gia Minh, trong thời gian cậu không có ở đây, Hai tên phế vật này đem khoa học công nghệ tầm mộng của tôi làm cho sắp bị phá sản rồi. Bị một tên lính nghèo làm cho bó tay không biện pháp xử lý nổi. Tây Môn, cậu nghĩ giúp tôi cách gì đó đem cái tên giang sách này giải quyết dứt điểm cho tôi. Đúng rồi, phải dùng biện pháp gì hợp lý hợp pháp một chút, đừng giống như hai tên ngốc này chỉ biết mỗi đánh đánh giết giết. Tây Môn Tuấn hơi mỉm cười, hỏi, giang sách này là anh trai của nguyên chủ tịch đã chết giang mạch à? Không sai. Vậy tôi biết rồi, Tây Môn Tuấn đẩy đẩy mắt kính, tự tin nói, cho tôi thời gian 5 ngày, tôi nhất định sẽ cho ngài một cái kết quả thật vừa lòng. Tôn Vĩnh Trinh kinh ngạc hỏi, cậu có biện pháp rồi à? Chương 73, ngài gọi anh ta ra là sẽ biết thôi. Sáng sớm hôm sau, Đinh Khải Sơn đang ở cửa nhà tưới nước cho mấy chậu hoa, một chiếc xe hơi màu trắng nhỏ dừng lại ở cửa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo mắt kính dáng người cao gầy bước xuống. Anh ta đi vào trong sân nói với Định Khải Sơn, "Xin hỏi, Giang Sách sống ở đây đúng không?" Advertisement. Định Khải Sơn đánh giá từ trên xuống dưới người đàn ông này, "Cậu là ai?" "Tôi tên là Tây Môn Tuấn, là tổng giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp Thiên Đình. Ở đây có một tờ đơn do tòa án gửi xuống, tôi muốn giao cho Giang Sách." "Đơn của tòa án? Giang Sách nó phạm tội gì vậy?" "Ngài gọi anh ta ra là sẽ biết thôi." Đinh Khải Sơn bán tín bán nghi gọi về phía trong nhà, Giang Sách, anh ra đây cho tôi. Không bao lâu sau Giang Sách đi ra, Đinh Mộng Nghiên, Tô Cầm cũng đi theo ở phía sau, bọn họ cũng đều nghe được đối thoại của Tây Môn Tuấn và Đinh Khải Sơn, cảm thấy có chút định ý với Tây Môn Tuấn. Lúc trước Giang Mạch chính là bị thiết kế của doanh nghiệp thiên đỉnh ép chết, hiện tại bọn họ lại muốn làm gì với Giang Sách đây? Tây Môn Tuấn đưa tờ đơn cho Giang Sách. Giang Sách, bởi vì công ty làm ăn thua lỗ mà em trai giang mạch của anh nợ doanh nghiệp thiên đỉnh chúng tôi 1,2 tỷ chưa trả. Sau khi cậu ta chết, khoa học công nghệ tầm mộng được dùng để thế chấp cho khoản nợ với doanh nghiệp thiên đỉnh. Nhưng căn cứ theo tính toán của tòa án, giá trị thị trường ngay lúc đó của khoa học công nghệ tầm mộng chỉ có 300 triệu, nói cách khác, giang mạch vẫn còn nợ công ty chúng tôi 900 triệu. Với tư cách là người thân duy nhất của Giang Mạch trên đời này, sau khi cậu ta chết, khoản nợ 900 triệu này đều đổ lên người anh. Đây là đơn của tòa án, hạn cho anh trong vòng một năm phải trả hết khoản nợ 90 vạn này. Ngài Giang Sách, ngài có thắc mắc gì có thể cứ việc nói ra, tôi sẽ giải đáp lần lượt từng chút một cho anh. Oanh, những người nhà họ Đinh có mặt ở đây đều trợn tròn mắt, trong đầu là từng trận xét đánh ngang qua. Một năm mà còn là 900 triệu, giỡn cái gì vậy trời? Đối với Giang Sách một nghèo tay trắng ngay cả một công việc ổn định cũng không có mà nói, đây là nhiệm vụ bất khả thi ở cấp bậc cao nhất. Lúc trước giang mạch chính là bị khoản nợ cách xù ép cho chết. Hiện giờ người của doanh nghiệp thiên đỉnh giờ lại cho cúi, chuẩn bị dùng chiêu này cũng muốn ép giang sách phải chết sao. Đinh Mộng Nhiên là người đầu tiên đứng lên, vừa định lên tiếng giải thích thay giang sách hai câu lại bị giang sách ngăn cản. Anh Yên lặng nhận lấy tờ đơn, 900 triệu phải không? Không thành vấn đề. Sao? Sắc mặt của Tây Môn Tuấn thoáng thay đổi. Phản ứng của Giang Sách không hề giống với suy tính trước của anh ta. Trong dự đoán của anh ta, Giang Sách hẳn là sẽ rất tức giận, vô cùng nóng nảy thậm chí sẽ ra tay đánh người, Giang Sách hẳn là sẽ ngụy biện các kiểu giống như là anh và Giang Mạch không có quan hệ gì cả. Nhưng Giang Sách của giờ phút này lại bình tĩnh khiến cho anh ta cảm thấy đáng sợ. Tây Môn Tuấn ho khan một tiếng, "Ngài Giang, ngài biết khoản nợ 900 triệu là khái niệm gì không?" Giang Sách xua xua tay, "Không cần anh giải thích." tôi hiểu rõ. Mặt khác, nếu các người để tôi tiếp tục trả lại khoản nợ kia, vậy thì cũng có nghĩa là điều khoản nợ vẫn còn tồn tại. Nói cách khác, dùng khoa học công nghệ tầm mộng làm thế chấp cũng chỉ là chuyện nhất thời. Nếu tôi cũng có thể chi trả toàn bộ tiền vốn 300 triệu dùng làm thế chấp vậy thì tôi đây có thể thay thế giang mạch lấy lại khoa học công nghệ tầm mộng rồi. Ừ Tây Môn Tuấn cảm thấy có đôi chút sợ hãi, người đàn ông này thật sự quá là bình tĩnh, vào thời điểm thế này còn có thể chú ý tới chi tiết như thế. Thật vậy, miễn là có đủ 1,2 tỷ tiền vốn, như vậy thì khoa học công nghệ tầm mộng có thể lấy lại được rồi. Nhưng đối với khoản nợ 900 triệu, là người bình thường thì đều đã bó tay không còn cách nào nữa, sao có thể muốn cho thêm 300 triệu nữa vậy? Trên thực tế, cẩn thận mà suy ngẫm lại, khoa học công nghệ tầm mộng của hiện giờ có định giá trên thị trường là trên dưới 300 triệu, nếu có thể sử dụng 1,2 tỷ mà bắt lấy được, há chẳng phải là cuộc mua bán siêu hời sao. Người đàn ông tên Giang Sách này, quả thật là không dễ dàng đối phó. chương 74, tôi không thích việc đánh đánh giết giết. Tây Môn Tuấn cười cười, nếu như anh có năng lực, hoàn nghênh giao trả toàn bộ 1,2 tỷ tiền nợ còn thiếu. Nói xong, Tây Môn Tuấn cũng không nán lại lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Ở trên xe, Tây Môn Tuấn nhận được điện thoại của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Thiên Đỉnh Tôn Vĩnh Trinh. Tây Môn, công chuyện xử lý thế nào rồi? Advertisement, không có vấn đề gì, đơn của tòa án tôi đã đưa cho giang sách rồi, gia hạn trong một năm trả hết khoản nợ 900 triệu. Ha ha, tốt lắm, Tây Môn, ý tưởng của cậu thật sự là quá tuyệt vời, theo cách này, giang sách cũng sẽ giống như giang mạch vậy, bị món nợ thật lớn ép cho cùng đường tự sát. Tây Môn Tuấn lại khá là bình tĩnh. Mới đầu anh ta cũng có suy nghĩ giống với Tôn Vĩnh Trinh, nhưng nhìn thấy phong thái mới vừa rồi của Giang Sách, Tây Môn Tuấn biết là tuyệt đối không thể xem thường người đàn ông này. Anh ta nhắc nhở, "Chủ tịch Tôn, tôi lo là Giang Sách sẽ tìm đến sự trợ giúp của các công ty khác, mượn tay các công ty lớn trả hết khoản nợ 120 vạn trong một hơi thở, sau đó thu lại khoa học công nghệ tầm mộng." Như vậy anh ta chẳng những không mệt mà còn kiếm được gần 200 vạn tiền lời. Cho nên chủ tịch Tôn, tôi hy vọng bên phía anh có thể nghĩ cách để các công ty khác không nhúng tay vào chuyện này. "Đó là đương nhiên," Tôn Vĩnh Trinh bình tĩnh nói, "Tôi lại không ngủ." sáng sớm đã chào hỏi với các công ty có thể hạch toán trong toàn thành phố rồi, sẽ không có ai giúp đỡ giang sách. Vâng, vậy thì giang sách phải chết hẳn là không thể nghi ngờ nữa. Biệt thự, cả một nhà mặt ủ mày ê. Định Khải Sơn gấp đến độ dậm chân liên tục, khoản nợ 900 triệu, đừng nói một năm. Lấy cái năng lực đó của Giang Sách thì có là cả đời cũng còn chưa chắc được nữa là Giang Sách, anh nhìn xem anh đã làm ra chuyện tốt gì đây Đinh Mộng Nghiên nói thay anh Ba, Ba trách giang sách làm gì chứ? Chuyện này cũng không phải lỗi của anh ấy. Không phải lỗi của nó, chẳng lẽ là lỗi của ba? 900 triệu đấy, lấy cái gì trả được đây? Tô cầm cũng chua sót mà nói, thế này không phải là ức hiếp người sao? Dựa vào cái gì mà nợ nần của giang mạch phải để giang sách trả chứ? Không được, nhà ta không chấp nhận chuyện lỗ vốn này, tôi không quan tâm. Không quan tâm? Đinh Khải Sơn cười lớn, bà cho rằng đơn của tòa án là trò đùa đấy à. Có đơn ở đây, bà không trả thử xem. Càng nói càng giận, Đinh Khải Sơn ném vòi hoa sen trong tay xuống đất, cái nhà này không ở được nữa, tôi tới công ty. Ông vừa mới chuẩn bị đi, một chiếc van màu trắng chạy tới đây, chặn ngay trước cửa sân. Bảy tám người đàn ông đeo kính dâm trên người có hình xăm từ trên xe đi xuống. Đinh Khải Sơn ngây ngẩn cả người, chỉ vào bọn họ hỏi các người là ai đấy. Vì sao lại chặn kín cổng lớn nhà tôi hả? Người đàn ông đi đầu nói, tôi là bệnh lão hổ của công ty đòi nợ trường Vinh. Chúng tôi mới vừa nhận được đơn hàng của doanh nghiệp thiên đỉnh muốn nhà các ông nội trong một năm trả hết tiền nợ 900 triệu. Từ hôm nay trở đi, một nhà già trẻ lớn bé các người ai cũng đừng mong ra khỏi được cái cửa này, cho đến khi nào các người trả hết nợ nần mới thôi. Định khải sơn xanh mát cả mặt, còn có vương pháp không vậy? Cậu cậu cậu, các người thế này là giúp bọn cướp bóc tôi cũng không tin tôi muốn đi ra ngoài các người còn có thể ngăn được tôi chắc ông vừa định đi mấy tên đàn em của bệnh lão hổ lội gây bóng chảy ra hung hăng nện lên ván cửa đập ra một cái hố lõm xuống thật sâu định khải sơn sợ tới mức lùi lại mấy bước liền tôi không thích việc đánh đánh giết giết nhưng nếu các người dám không nghe lời thì cũng đừng trách ông nội không khách khí đinh mộng nhiên đi tới chất vấn các người làm như vậy là phạm pháp đấy biết không đây là hạn chế tự do cá nhân phi pháp. Bệnh lão hổ nhìn Đinh Mộng Nhiên từ trên xuống dưới, trong ánh mắt toát ra một ít tham lam, đáng sợ tới mức Đinh Mộng Nhiên phải lùi về sau một bước. Ha ha, tôi cũng không hạn chế các người mà. Chỉ cần ở trong cái nhà này, các người muốn thế nào đều được. Chỉ cần không đi ra ngoài, tôi sẽ không làm gì các người cả. Trong ngành, tôi có thể xem như là vô cùng khách khí rồi. Nếu đổi thành công ty khác, em gái à, có vẻ ngoài xinh đẹp giống như cô phỏng chừng đã sớm bị cả một đám người thay phiên nhau làm rồi. chương 75, bọn họ cũng cần có hiệu suất. Nói cái gì mà không tạo thành thương tổn thì không cách nào lập án được hả? Chẳng lẽ chỉ có chờ bọn họ làm chúng tôi bị thương thì các người mới có thể tới xử lý đúng không? Đinh Mộng Nhiên tức giận cúp luôn điện thoại, gấp đến độ muốn khóc. Bệnh lão hổ cười, đừng báo cảnh sát, vô dụng thôi. Tôi nói rồi, chúng tôi cũng sẽ không đánh cô, cảnh sát tới thì có thể làm gì chúng tôi đây? Đuổi chúng tôi đi, buổi sáng đi rồi buổi chiều chúng tôi tới, buổi chiều đi rồi buổi tối chúng tôi tới, hôm nay đi rồi ngày mai chúng tôi lại tới. Chẳng lẽ cô tỉnh mỗi ngày gọi điện thoại à? Advertisement. Gã nói ra lời này dường như làm cho cả nhà đinh mộng nghiên tuyệt vọng. Đúng vậy, những người này cũng không có sử dụng bạo lực, cảnh sát tới cũng xử lý không được mà. Ngay cả khi tạm thời đuổi được người đi, Bọn họ vẫn có thể mỗi ngày tới chặn cửa, không trả tiền lại thì thật sự đừng mong đi ra khỏi cái cửa này. Hiện tại bọn họ có thể cảm nhận được sự khốn khổ mà Giang Mạch phải chịu đựng lúc trước. Phòng trừng Giang Mạch chính là bị loại người giống thế này ép cho từ sống sờ sờ đến mức chết, đúng chứ? Bệnh lão hổ tiếp tục nói, đúng rồi, đồ ăn nhà các người còn đủ không đấy? Ăn từ từ, tiết kiệm chút, bởi vì từ hôm nay trở đi, các người đừng mong có bất cứ thứ đồ gì đưa vào nữa đây là nhịp điệu muốn ép cả nhà bọn họ phải chết mà. Đương nhiên, công ty đòi nợ cũng có phí tổn, bọn họ cũng không thể cả một năm cứ kiếm bạn như vậy, bọn họ cũng cần có hiệu suất. Cắt đứt nguồn thức ăn của bạn chính là cách trực tiếp nhất. Qua hai ngày bạn sẽ không chịu đựng nổi nữa, đến lúc đó không trả tiền cũng phải trả thôi. Định Khải Sơn tức giận đến mức đưa chân đá vào chậu hoa, cuộc sống này, không sống nổi mà, không sống nổi nữa mà. Đinh Mộng Nhiên hít sâu một hơi, lại lấy điện thoại ra con muốn gọi cho ai đinh khải sơn hỏi gọi cho ông nội có cái rắm ông cụ lấy đâu ra tiền chứ cho dù có tiền sao có thể trả nợ thay giang sách được nhưng chuyện tới lúc này cũng không có cách nào khác đinh mộng nhiên vẫn bấm số gọi cho ông cụ đinh trọng alo ông nội cháu muốn nhờ ông giúp cháu một chút đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng của đinh trọng ây già cô định không gì làm không được cũng có việc nhờ tôi sao? Ông nội, là như thế này, Giang Mạch nợ doanh nghiệp thiên đỉnh 900 triệu, bây giờ họ muốn Giang sách trả lại, ông xem thử. Cái gì, Đinh Trọng nghe xong vừa mừng vừa sợ, bên trong giọng nói thế mà lại tràn ngập hứng thú phấn chấn, vui tươi hớn hở nói, muốn Giang sách trả 900 triệu. Ha 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 ha, thế mà còn có loại chuyện này à? Ông nội, Giang sách anh ấy không có nhiều tiền như vậy, bên chỗ ông có thể giúp đỡ một chút hay không? Đinh Trọng lập tức nghiêm túc lên, mộng nhiên, cô đùa cái gì vậy? Đó là 900 triệu chứ không phải 900 đồng, ông nội nào có nhiều tiền như vậy hả? Ngày hôm qua không phải mới vừa kéo được thêm 3 tỷ tiền đầu tư sao? Đó là vốn khởi động của dự án cải tạo, không phải tiền dùng để trả nợ cho phế vật của nhà các người đâu. Nhưng kế hoạch cải tạo thật ra chỉ cần 300 triệu là có thể khởi động rồi, số tiền dư còn lại mang tới giúp đỡ giang sách một chút, về sau chúng con sẽ trả lại. trả lại, lấy cái gì để mà trả? Ninh Trọng Khinh thường nói, tên quỷ nghèo giang sách kia cả đời cũng trả không hết, tôi sẽ không ngu đến mức lấy số tiền này ra giúp nó trả nợ. đến lúc đó người công ty lớn hỏi tới tiền đi đâu mất rồi, tôi làm sao nói rõ được đây? nhưng mà ông nội, người của công ty đòi nợ chặn cửa rồi, không trả tiền thì cả nhà chúng con cũng không ra ngoài được. ông không thể thấy chết mà không cứu được không ra ngoài được, sao có thể được chứ? Giang sách nhà các người không phải là lợi hại lắm à? Không phải ngay cả gia chủ nhà họ thường cũng có thể gọi tới nói xin lỗi sao? Chẳng lẽ còn không đối phó được mấy tên đòi nợ? Mộng nhiên, cô không cần phải lấy ông nội ra làm trò cười. Cái đó, tôi đang gặp khách hàng rồi, trước tiên cúp máy đã, tạm biệt. Tút tút tút, đầu bên kia điện thoại cúp máy, từ đầu tới cuối đinh trọng không hề muốn ra tay tương trợ, thậm chí còn nói rất nhiều lời móc nghĩa. Nhìn thấy Giang Sách gặp phải tình cảnh nguy khốn khỏi phải nói đinh trọng hứng thú biết bao nhiêu. Ngây ngốc nhìn Di động, đinh mộng nghiên suy sụp vô cùng, giờ phút này cô như thể đang đứng trên vách đá dựng đứng, cô không ngừng vươn tay cầu cứu về phía người khác.